chương 141, anh đang chống đối với thần bữa ăn kết thúc ngay khi đám người sở vân hào đã châm chọc khiêu khích xong. Bước ra khỏi nhà hàng, Hạ Linh Lung có chút tức giận nhìn Lạc Tú. Sao hôm nay anh lại thế này hả? Sao lại không biết phản bác? Hạ Linh Lung không cảm thấy Lạc Tú ăn nói vụng về, ngược lại cảm thấy hôm nay Lạc Tú không nên như thế này. Chẳng lẽ thật sự là vì sợ rồi? Ngẫm lại cũng có khả năng, dù sao Sở Vân Hào cũng là một cậu ấm giàu có thực sự, còn lạc tú thì nói đến cùng cũng chỉ là thể hiện trên mảnh đất thông châu này mà thôi nghĩ đến đây hạ linh lung không khỏi có chút thất vọng đối với lạc tú trước đó cô ta còn tưởng rằng lạc tú sẽ không giống người thường một chút xem ra là bản thân mình đã nhìn nhầm khi thực sự đối mặt với những cậu ấm nhà quyền quý này lạc tú hoàn toàn không có khả năng và sự tự tin như vậy không thể nói chuyện về tảng băng với côn trùng mùa hè lạc tú cười cười bỏ lại câu nói này liền rời đi Linh Lung, sao cậu lại tìm một người như vậy để chặn hỏng súng cho cậu chứ? Anh ta hoàn toàn không có năng lực cùng tư cách kia. Lúc này, chủ tuyết phi cũng đi ra, vỗ vai Hạ Linh Lung nói. Audio điện tử võ tấn bền. Cậu xem hôm nay mất mặt kia, mình cũng cảm thấy xấu hổ thay cho cậu. Chu Tuyết Phi thở dài. Hai, trước kia mình luôn nghĩ là anh ta sẽ không giống người thường, nhưng mà ai biết được lại như vậy chứ? Hạ Linh Lung mất mắt cúi đầu. Linh lung, có một số thứ là bẩm sinh, giống như cậu và mình đều ngậm thìa vàng mà chào đời vậy. Sở vân hào kia cũng là như vậy, có những thứ này không phải dựa vào sự cố gắng sau này là có thể đạt được. Về sau cậu vẫn nên tránh xa anh ta một chút đi. Anh ta hoàn toàn không phải người cùng đẳng cấp với chúng ta. Chu Tuyết Phi lắc đầu. Mà ở một phía khác, hôm nay Trần Hữu rất vui vẻ, thậm chí trên đường trở về còn cố ý mở một bài nhạc lắc đầu nhàm chán, vừa vặn vẹo thân hình theo nhịp điệu vừa tùy ý cười to lạc tú hừ dù trước đây mày có lợi hại đến đâu đi nữa thì như thế nào người anh em của ông đây vừa đến chẳng phải mày đã lập tức kinh sợ sao yên tâm đi đây sẽ chỉ là bắt đầu tao sẽ khiến người anh em của tao cẩn thận chậm rãi chơi đùa mày tới chết tao sẽ khiến mày hối hận khi đến thế giới này nghĩ đến đây trần hữu càng cười tự đắc như một kẻ mất trí sau đó xe từ từ lái vào hầm để xe của một biệt thự. Đỗ xe xong, Trần Hữu cười ngân nga một điệu, bước xuống xe, sau đó đi vào biệt thự. Giờ phút này, ba của Trần Hữu vẫn chưa ngủ, đang đọc báo trong phòng khách. "Chuyện gì mà vui thế?" Ba của Trần Hữu hỏi. "Không có chuyện gì, hôm nay chút giận rồi." Trần Hữu cười nói. "Con trai của ba cũng không thể bị khinh bỉ ở bên ngoài, có phải Lạc Tú trước đó không?" Ba của Trần Hữu hỏi. Dạ, Trần Hữu đắc ý gật đầu. Chờ ông già của con rảnh tay, giết chết nó còn không đơn giản như bóp chết một con kiến à. Ba của Trần Hữu cười khẩy nói. Không nói chuyện nữa, con lên trước. Trần Hữu tràn đầy sức sống nhảy lên lầu, sau đó đẩy cửa phòng mình ra, đóng cửa lại, vừa định bật đèn thì bỗng chốc ngây ngẩn cả người. Bởi vì anh ta ngửi được mùi thuốc lá trong phòng, nói chính xác là anh ta không hút thuốc, trong phòng làm sao lại có mùi khói trần hữu vừa nhấn công tắc vừa chuẩn bị nổi giận tạch dưới ánh đèn một người quay lưng về phía trần hữu nhìn ra ngoài cửa sổ trên tay còn cầm điếu thuốc người đàn ông quay lại mỉm cười tên họ lạc sao mày lại dám ở đây trần hữu tức thì ngỡ ngàng mày tới đây làm gì trần hữu nhìn thấy lạc tú thì nhanh chóng tiến lên một bước sau đó mở ngăn kéo lấy ra một khẩu súng lục đến tiễn anh Lạc Tú không để ý đến khẩu súng trong tay Trần Hữu. "Cha, giỏi, đúng là thiên đường có cửa mày không đi, địa ngục không lối mày lại chen vào." Trần Hữu cầm súng lục chĩa vào Lạc Tú. "Thực xin lỗi, nếu mày đã đến đây, vậy mày không thể đi được nữa." Trần Hữu cười rất đắc ý, trên mặt đột nhiên hiện lên một tia điên cuồng. "Đây là nhà của anh ta, anh ta có thể giết Lạc Tú, sau đó tùy ý bịa ra một tội danh đi tố cáo Lạc Tú." ví dụ như đột nhập cướp bóc hoặc là trực tiếp giết lạc tú sau đó dìm anh xuống sông tất cả dường như đều là lựa chọn không tệ đang nghĩ ngày mai giết chết mày như thế nào không ngờ mày lại tự đưa bản thân đến rồi tao biết mày rất giỏi đánh nhau nhưng có thể nhanh hơn súng sao trần hữu cười khẩy bóp cò súng nhưng không có đạn ra khỏi nòng sau đó trần hữu lại bóp cò vài cái ngoại trừ âm thanh trống rỗng thì không có gì xảy ra mày trần hữu có hơi hoảng sợ vươn tay muốn kéo tay nắm cửa nhưng làm sao cũng không mở ra được mày tới đây là muốn giết tao à trần hữu ra vẻ chấn định nói nhưng trên thực tế tay đã run lẩy bẩy anh ta hoảng sợ lạc tú gật đầu khoan hãng nói đây là nhà của tao mày có dám giết tao ở trong này hay không cho dù là nơi khác thì mày cũng không dám tên họ lạc mày nghĩ mày là ai chứ tao đã gài bẫy mày nhiều lần như vậy nhưng mày đều không dám làm gì tao cả nghĩ đến đây trần hữu lại khôi phục bình tĩnh có thể anh đã hiểu lầm giọng điệu của lạc tú có chút lạnh lẽo anh cho rằng tôi không dám giết anh ư không dám báo thù anh ư ở trong mắt tôi giết anh còn dễ hơn bóp chết một con kiến nhưng tôi vẫn chưa động vào anh không phải tôi không dám mà là tôi không muốn trước đó anh còn có giá trị lợi dụng nhưng bây giờ giá trị của anh đã mất lạc tú chậm rãi nói là mày không dám Trần Hữu rất chắc chắn. Ba của anh ta là ai? Lạc Tú không biết rõ sao? Lạc Tú dám động vào anh ta ư? Anh thật là ngốc quá thể, sao không dùng cái đầu ngu ngốc của anh mà suy nghĩ cho kỹ càng một chút, vì sao ở trường học tôi có thể mời tất cả ông lớn ở thông châu đến được chứ? Để tôi nói cho anh biết, đó là bởi vì bọn họ sợ tôi, bọn họ sợ chết. Để tôi nói cho biết thêm, anh có biết tại sao bọn họ sợ tôi không? Lạc Tú khẽ cười một tiếng. Trần Hữu há mồm định hét cứu mạng, nhưng anh ta lại phát hiện anh ta đã mở miệng, xong làm sao cũng không phát ra tiếng được. Rõ ràng là chỉ cần anh ta hô to, nhất định sẽ thu hút sự chú ý của ba, nhất định sẽ được cứu. Thậm chí anh ta có thể tưởng tượng giờ phút này ba của mình đang chưa nhận ra điều gì mà ngồi trên ghế sofa dưới lầu và đang cúi đầu đọc báo nữa. Cho dù tạo ra một chút âm thanh cũng tốt, một chút cũng tốt, nhưng mà anh ta không động đậy được nữa, không hề động đậy được tí xíu nào. Loại cảm giác vô lực muốn hét lên nhưng không thể phát ra tiếng này khiến Trần Hữu khiếp sợ đến cực điểm. Trước đó tôi đã từng nhắc nhở anh, anh hoàn toàn không biết người đang đứng trước mặt anh rốt cuộc là sự tồn tại như thế nào đâu. Nói đến đây, Lạc Tú đưa ngón trỏ lên môi, sau đó làm động tác cấm thanh với Trần Hữu. Cảnh sắc trước mặt Trần Hữu thay đổi, anh ta đang ở trên một bậc thang cũ xưa, máu trên bậc thang không ngừng chảy ra. Ngẩng đầu nhìn về phía trước, cả bầu trời đều là màu máu âm u trong cửa núi đổ nát đầy xác chết, hầu như không có chỗ đặt chân, hơi thở của từng thi thể đó đều vô cùng mạnh mẽ. Theo Trần Hữu thấy, gọi bất kỳ ai là thần cũng không ngoa. Nhưng bọn họ đã chết, còn có một người cuối cùng bên trong giấy ruộng, nhưng lại bị một người đàn ông có thần sắc thở ơ siết mạnh chặt đứt cổ. Người đàn ông đó xuất hiện với một cỗ tà mị và tàn nhẫn, đôi mắt lạnh buốt quét qua trên người Trần Hữu Trần Hữu tức thì sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất. Bây giờ đã hiểu chưa? Cái gì mới gọi là không thể nói chuyện về tảng băng với côn trùng mùa hè hả? Anh đang chống đối với thần đấy. Người đàn ông đó xóa tóc, tóc dài như thác nước, hai mắt giống như hai ngọn đèn thần. Trong khoảnh khắc, người đàn ông từ trên mặt đất đứng lên, đầu đội trời, chân đạp đất. Trần Hữu cảm thấy mình nhỏ bé như một con kiến. "Đừng, van xin anh, van xin anh." Nhưng anh ta không thể phát ra âm thanh, chỉ có thể nhìn thấy khẩu hình chính là câu nói này yên tâm đi, anh có biết tại sao tất cả mọi người đều sợ hãi cái chết không? chương 142, quên mất anh. Công viên động vật hoang dã vương quốc của Thông Châu xem như là công viên động vật hoang dã tương đối lớn. Nó là một sản nghiệp dưới tên của nhà họ Diệp. Điểm hấp dẫn nhất đối với khách du lịch ở đây là nó rất rộng, nhiều loài động vật cũng được nuôi trong vườn thú nhưng chúng không bị nhốt trong lồng. Du khách có thể tự lái xe trong vườn thú dọc theo một tuyến đường cụ thể, cho phép mọi người trải nghiệm cảm giác như thể họ đang thực sự ở trong thiên nhiên. Tất nhiên, các biện pháp bảo vệ ở đây thực sự rất tốt, không chỉ có xe tuần tra mà còn có một số biển cảnh báo. Hạ Linh Lung vì nguyên nhân công việc luôn muốn đến đây nhưng vẫn chưa tới. Vì vậy, tận dụng cơ hội này, cô ta đương nhiên sẽ chọn đến đây chơi. Giờ phút này, Chu Tuyết Phi và Hạ Linh Lung đã đến đây rồi. Còn Sở Vân Hào và Vương Tuấn Hy cũng lần lượt đến đây chỉ có lạc tú và trần hữu là dường như vẫn chưa đến linh lung bạn trai của cô sẽ không nhát gan như vậy không dám tới chứ lúc này vương tuấn hy cũng muốn dẫm lên người lạc tú mấy câu còn sở vân hào thì lại cười khẩy anh ta khá hy vọng lạc tú đừng nhát gan như vậy nếu không thì anh ta làm sao tìm cơ hội dọn dẹp lạc tú được chứ ở nhà họ sở hay nói là ở hải đông anh ta đã quen với thói ương ngạnh bất cứ ai gây cản trở cho anh ta thì sẽ có một kết cục cực kỳ thê thảm mà nếu một người trông bình thường và không có bối cảnh như lạc tú dám thách thức anh ta thì chắc chắn sẽ chết rất thảm hại linh lung anh ta sẽ đến đây đấy à đối với lạc tú hiện giờ chu tuyết phi đã không phải là không thích nữa mà lại có loại cảm giác chán ghét rồi trong mắt cô ta lạc tú chẳng khác gì với kẻ cuồng vọng tự đại cả loại cậu ấm phú hào chân chính như sở vân hào là người mà anh có thể chọc vào sao thật là không biết trời cao đất rộng mình thì hy vọng anh ta sẽ không đến. Hạ Linh lung thất vọng thở dài. Bởi vì cô ta đã nhìn thấy, Lạc Tú đang tiến đến từ phía xa rồi. Thở dài bất đắc dĩ, cô ta cũng không hiểu rốt cuộc Lạc Tú đang nghĩ như thế nào nữa. Sự sỉ nhục của ngày hôm qua chưa đủ sao. Hôm nay còn muốn đến tìm chút nhục nhã mới được hả? Người anh em họ Lạc, anh thật sự dám tới sao? Những con hổ trong vườn bách thú rất đáng sợ đó. Vương Tuấn Hy cố ý chế nhạo, chọc sở vân hào bật cười, mà chu tuyết phi cũng cười theo. Lạc tú thì lại phớt lờ bọn họ, đi về phía hạ linh lung. Tuy nhiên, sau những gì xảy ra vào đêm qua, thái độ của hạ linh lung đối với lạc tú dường như cũng lạnh nhạt hơn rất nhiều. Thằng nhóc Trần Hữu kia sao còn chưa tới đây? Tuấn Hy, cậu gọi điện nhắc nhở đi. Đám người sở vân hào đã đợi ở đây rất lâu rồi, lúc này cũng có chút không kiên nhẫn. Mà đám người hạ linh lung cũng vậy, dù sao cũng là đi chơi, cứ mãi chờ người thì thật làm hỏng bầu không khí. Còn Vương Tuấn Hy đã gọi điện thoại cho Trần Hiếu, nhưng thật không may, điện thoại của Trần Hiếu mãi mà vẫn không có người bắt máy. Thằng nhóc này chắc không ngủ quên đó chứ, không thèm nghe điện thoại, Vương Tuấn Hy nói kháy. Thôi bỏ đi, không chờ nữa, chờ cậu ta tự mình tới tìm chúng ta. Sở Vân Hào sốt ruột xua tay. Chỉ có Lạc Tú là mang theo một nụ cười lạnh lẽo. Trần Hữu sẽ không tới, e là cả đời này cũng không tới được. Nếu Trần Hữu không có giá trị nữa, đương nhiên Lạc Tú sẽ giết anh ta. Dù sao thì cho tới bây giờ Lạc Tú chưa từng nghĩ rằng mình là người tốt. Và cái chết không phải là dấu chấm hết cho Trần Hữu. Như Lạc Tú đã nói, sau khi Trần Hữu qua đời, hồn phách của anh ta vẫn sẽ ở lại trong vài phút của tối hôm qua, sau đó tiếp tục lặp lại những gì đã xảy ra đêm qua mãi chịu đựng loại sợ hãi và vô lực này không ngừng luân hồi vô tận trong đó đối với trần hữu cái chết chỉ là sự khởi đầu của thống khổ linh lung mua vé rồi sở vân hào đưa ra hai tấm vé sau đó cầm hai tấm vé trong tay ôi ngại quá anh xem đầu óc của tôi này quên mất người anh em lạc này rồi anh sẽ không trách tôi đúng không sở vân hào rõ ràng là cố ý hơn nữa nói như vậy còn khiến cho người ta có lửa cũng chẳng bùng ra được anh ta cố ý không mua vé của lạc tú sau đó muốn làm xấu mặt lạc tú vương tuấn hy và chu tuyết phi mang vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa nhìn lạc tú trong khi hạ linh lung thì khẽ cao mày ô oh, không có việc gì tôi không cần vé cũng có thể đi vào lạc tú thản nhiên nói sau đó vênh váo bước tới tức khắc lạc tú lấy ra một tấm thẻ vip màu đen và chỉ vào hạ linh lung cô ấy là bạn của tôi vé miễn phí mà nhân viên bảo vệ và nhân viên soát vé ở cổng tươi cười đón chào, tỏ ra rất cung kính khi nhìn thấy thẻ vip. Nhưng lại nhìn đám người Sở Vân Hào đang đi theo phía sau Lạc Tú mà hỏi. Ba người này, dù sao bọn họ cùng nhau đi dạo, vừa rồi còn tán gẫu, nhân viên soát vé sợ mình chặn nhầm người nên vẫn hỏi một câu. "Ồ, thực xin lỗi, quên mất rồi, các người xem đầu óc của tôi này, ba người các người sẽ không trách tôi đúng không?" Lạc Tú trực tiếp trợn mắt nói dối ba người đang đứng trước mặt anh anh có thể quên được ư cũng không có việc gì vừa rồi tôi cũng quên nói với bọn họ kỳ thật không cần mua vé nhưng vừa khéo bọn họ mua rồi không cần lãng phí nữa bảo bọn họ đưa vé đi dù sao bọn họ cũng có tiền mà lạc tú cười cười nhất thời khiến sở vân hào vương tuấn hy và chu tuyết phi tức giận đến nỗi sắc mặt xanh mét chỉ có hạ linh lung bấy giờ mới ưỡn ngực cuối cùng lạc tú cũng tìm về được chút thể diện rồi sở vân hào chịu thiệt sắc mặt trở nên có hơi khó coi anh ta vốn muốn làm cho lạc tú xấu hổ kết quả lại tự bê đá đập chân mình rồi mà chẳng mấy mốc quản lý của vườn thú đã bước ra nói với lạc tú một cách vô cùng cung kính mời anh lạc tự mình chọn xe xe ô tô của vườn thú được bảo vệ bằng lưới thép và thanh thép bên ngoài trong hoàn cảnh bình thường thì có rất nhiều người chen trúc lên một chiếc xe nhưng Lạc Tú đã lấy thẻ VIP ra thì đương nhiên sẽ được hưởng một số đãi ngộ đặc biệt. Chiếc xe đó đi, chúng ta tự mình lái đi, Hạ Linh lung hưng phấn nói. Suy cho cùng, chẳng ai muốn một đám đông chen trúc trên một chiếc xe, hơn nữa nếu để nhân viên lái xe thì có rất nhiều chỗ đều bị lái thẳng qua, quả là không thú vị chút nào. Cuối cùng, Lạc Tú đợi 5 người lên xe, Hạ Linh lung ẩm ý nhất quyết đòi lái xe đi, nhưng lúc này lại có một cặp tình nhân đi tới. Có vẻ như là một cặp sinh viên đại học, hẳn là còn chưa tốt nghiệp. Mấy anh đẹp trai và chị đẹp gái, bọn em có thể ngồi xe của các anh chị được không? Cô gái trong cặp tình nhân ngọt ngào lên tiếng, ánh mắt bất giác nheo lại nhìn Sở Vân Hào. "Lên đi." Hạ Linh lung nói, dù sao trong xe cũng có rất nhiều chỗ, nên có thêm hai người cũng không thành vấn đề. Còn cô gái và chàng trai sau khi lên xe thì liền đánh giá mọi người một chút. Có thể nói ngoài lạc tú bốn người còn lại hầu hết đều là những mỹ nam mỹ nữ ăn mặc sang chảnh vừa nhìn đã biết không phú cũng quý nhất là cô gái đó vẫn không nhịn được mà nhìn trộm sở vân hào mãi dù sao thì giá trị nhan sắc của sở vân hào quả thực cực kỳ cao bác tài anh có thể lái xe rồi cô gái kia nói với lạc tú rõ ràng là đã lầm tưởng lạc tú chỉ là một nhân viên dù sao thì lạc tú ăn mặc tùy ý như vậy đứng chung một chỗ với những người này thì có vẻ lạc điệu không cùng đẳng cấp chút nào. Hơn nữa, về ngoại hình, mặc dù được coi là đẹp trai trong số những người bình thường, nhưng lại có vẻ kém xa Sở Vân Hào và Vương Tuấn Hy kia. Câu nói này làm cho đám người Sở Vân Hào vui vẻ chết đi được, trên mặt mang theo biểu cảm hả hê nhìn lạc tú. Bình luận nổi bật, tổng số 6 câu trả lời. chương 143, Đồ Đàn Bà. Lái xe thì khẳng định là không để cho lạc tú lái, dù sao thì Hạ Linh Lung vẫn cứ kêu gào muốn lái xe mà sau khi phát hiện ra mình nghĩ sai rồi, cô gái cũng chẳng xin lỗi lạc tú. Dù sao theo cô ta thấy, hẳn là sở vân hào mới là người cầm đầu bên trong những người này, còn lạc tú thì có vẻ lạc lõng, hoàn toàn chỉ là một người qua đường. Thậm chí, sự khinh thường của đôi tình nhân dành cho lạc tú không thèm che giấu mà hiển hiện ngay trên mặt. Xe chậm rãi khởi động, Hạ Linh Lung vừa lái xe vừa nhìn những con vật khác nhau bên ngoài xe, thỉnh thoảng dừng lại chụp vài tấm selfie bằng điện thoại di động. Còn đôi tình nhân kia thì lại đang trò chuyện và cười đùa xung quanh Sở Vân Hào và Chu Tuyết Phi, trong khi đó Lạc Tú thực sự bị gạt sang một bên, dường như không ai muốn chú ý đến anh, như thể anh thực sự chỉ là một nhân viên bình thường. Lạc Tú cũng không quan tâm đến điều đó, tự châm một điếu thuốc rồi hút. Xe chạy được một đoạn, phía trước đã bắt đầu không ngừng hiện ra biển cảnh báo. Bởi vì phía trước là khu vực có nguy cơ cao cuối cùng chiếc xe cũng lái vào lãnh địa của mấy con hổ đang nằm bơ phờ trên những tảng đá phía xa, phơi mình dưới nắng và chợp mắt. Hạ Linh lung dừng xe, bắt đầu chụp ảnh tự sướng. Còn cặp tình nhân cũng hào hứng cầm điện thoại liên tục chụp ảnh. Lúc mọi người chuẩn bị rời khỏi đây thì cô gái trong cặp đôi này vô tình làm rơi điện thoại xuống đất. Mà chiếc xe đã đi được 5 mét rồi. Em làm rớt điện thoại rồi. Cô gái nhìn chiếc iPhone mới mua của mình với vẻ xót xa lái xe ngược về rồi lấy hạ linh lung đề nghị không sao đâu em gái anh xuống xe nhặt giúp em lúc này sở vân hào mở miệng cười nói hả câu này khiến mọi người sợ ngây người phải biết nơi này là chỗ nguy hiểm xa xa có mấy con hổ ngộ nhỡ hổ đến thì coi như xong đời đừng lo lắng anh hào của em là cao thủ đấy đừng nói là một con hổ cho dù là cả một bầy hổ cũng không làm được gì cậu ấy bấy giờ Vương Tuấn Hy đứng lên nói, mà Sở Vân Hào thì nở một nụ cười đắc ý trên khuôn mặt. Anh ta cố ý muốn khoe khoang một phen ở trước mặt mọi người. Tôi thấy hay là vẫn đừng nên xuống xe đi. Lúc này Chu Tuyết Phi cao mày nói, dù sao thì đó là hổ chứ không phải mèo. Không có việc gì, Sở Vân Hào trực tiếp mở cửa, sau đó vênh váo xuống xe, cầm điện thoại trên mặt đất lên rồi đi về. Qua, anh Hào, anh thật là lợi hại và can đảm lúc này cô gái nhỏ không những không cảm thấy nguy hiểm mà ngược lại còn cảm thấy sở vân hào cực kỳ dũng cảm hi hi không sao đâu hay là em cũng xuống dưới thử xem anh sẽ bảo vệ em sở vân hào khoe khoang nói em em thực sự có thể sao cô gái nhỏ hiển nhiên vẫn còn đang do dự và lo lắng anh đã nói là không có việc gì mà sở vân hào vươn một bàn tay trên mặt mang theo nụ cười ấm áp sau đó cô gái nhỏ cuối cùng cũng duỗi tay ra bước xuống xe trong nỗi sợ hãi. Nhưng càng như vậy thì càng cảm thấy kích thích. Thế nào, anh Lạc, hay là xuống dưới thử xem, bấy giờ sở Vân Hào mở miệng nói. Còn Lạc Tú thì lắc đầu. Anh Lạc à, con hổ còn đang ngủ chưa ở đằng xa đấy, anh sợ cái gì thế? Lúc này Vương Tuấn Hy cũng đã xuống xe, tỏ vẻ ngầu ngầu nói với Lạc Tú. Lạc Tú vẫn lắc đầu. Hưng, đúng là nhát gan. Vương Tuấn Hy cười khẩy một tiếng. Tuyết Phi, xuống thử xem ha sở vân hào gửi lời mời đến chu tuyết phi thực ra lúc này bầu không khí này đã hào hứng quá rồi chu tuyết phi cũng bỏ lý trí sau đó xuống xe theo cuối cùng ngay cả chàng trai kia cũng đã xuống xe chỉ có lạc tú và hạ linh lung vẫn còn trên xe linh lung xuống dưới đi sở vân hào mở miệng nói với hạ linh lung linh lung xuống dưới đi không có nguy hiểm đâu nhưng rất kích thích chu tuyết phi thuyết phục ở dưới chụp ảnh tự sướng chắc chắn rất ngầu chu tuyết phi tung ra lời dụ dỗ còn hạ linh lung thực sự rất do dự cô ta giao động rồi nhưng nếu để lạc tú ngồi trong xe một mình thì hình như có chút không ổn lắm cho nên cuối cùng hạ linh lung mở miệng nói với lạc tú lạc tú hay là chúng ta cũng đi xuống đi không đi tốt hơn là cô cũng đừng xuống lạc tú khuyên anh lạc lần này anh có hơi quá đáng rồi chính anh nhát gan sợ không dám xuống vậy mà lại còn không cho Linh Lung xuống dưới nữa hả? Vương Tuấn Hy chào phúng. Anh trai à, lá gan anh nhỏ thế, một nữ sinh như em còn không sợ, anh sợ cái gì? Cô gái nhỏ kia đắc ý nói, trong ánh mắt nhìn Lạc Tú hiện lên một tia khinh thường. Lạc Tú, không sao đâu, hay là anh thử xem sao, nếu sợ thì quay về xe ngay lập tức. Bấy giờ Hạ Linh Lung cũng khuyên nhủ. Nhưng Lạc Tú vẫn lắc đầu. Được rồi, là đàn ông thì xuống, là đàn bà thì anh cứ tiếp tục ở lại trong xe đi. Lúc này Sở Vân Hào cười khẩy nói. Nhưng Lạc Tú vẫn không chút động đậy, hoàn toàn không để ý đến Sở Vân Hào. "Sí, đúng là đồ đàn bà." Vương Tuấn Hy chế nhạo. Chu Tuyết Phi nhìn Lạc Tú lắc đầu, một người đàn ông như vậy quả thực không nam tính chút nào, thậm chí lá gan còn không bằng con gái như các cô. Mà lúc này Hạ Linh Lung cũng không nhịn được nữa, mặc dù cô ta sẽ không coi thường Lạc Tú nhưng vẫn cảm thấy lạc tú có hơi quá cẩn thận rồi mấy con hổ đó vẫn luôn phơi nắng ở đằng xa và sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả thực xin lỗi lạc tú tôi thật sự rất muốn đi xuống thử xem hạ linh lung nói xin lỗi với lạc tú sau đó hạ linh lung cũng bước xuống tiếp đó lấy điện thoại ra và chụp ảnh đúng là nhát gan quá thể nhát gan như vậy thì đến vườn bách thú làm gì cô gái nhỏ kia châm chọc Chu Tuyết Phi và Hạ Linh Lung hai mặt nhìn nhau, nhìn Sở Vân Hào, sau đó lại nhìn Lạc Tú, hai người quả thực không thể so sánh nổi. Nhưng lúc này, không ai để ý rằng những con hổ ở đây kỳ thật không chỉ có những con ở bên ngoài kia. Mọi người chỉ lo chú ý đến vài ba con đang tắm nắng phía xa, bỏ qua con ở bụi cỏ cây sau lưng. Cô gái kia đang vui vẻ chụp ảnh tự sướng thì bất ngờ nhìn thấy một cái đầu chui vào camera chưa kịp hét lên thì một con hổ vồ lấy cô gái như một mũi tên nhọn, sau đó quay đầu bỏ chạy. Cô gái kia bị gắp đi như một chú gà con. Mà lúc này sở vân hào mới phản ứng lại, nhưng một con hổ khác đã ở sau lưng lao thẳng về phía anh ta. Một con hổ trưởng thành nặng khoảng 130 đến 210 kg. Một cái tát đánh tới khoảng 1 tấn, cũng chính là 1.000 kg. Hãy nghĩ xem bạn sẽ cảm thấy như thế nào khi bị một vật nặng 1.000 kg đập vào người. Chương 144, còn kích thích nữa không? Cùng lúc đối mặt với hai con hổ, lần này Sở Vân Hào sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, mà bên Hạ Linh Lung cũng có một con đang nhào tới. Nhưng Hạ Linh Lung còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị một bàn tay túm lấy cổ áo cô ta, rồi cô ta nhất thời bị một cỗ sức mạnh to lớn kéo qua một bên. Đồng thời một bàn chân bỗng vươn ra, đúng lúc đá trúng đầu con hổ đang nhào tới ở trước mặt. Còn Chu Tuyết Phi thì không may mắn như thế móng vuốt to lớn bỗng vồ tới dù cô ta đang mặc quần jean nhưng vẫn bị vồ đến mức máu chảy đầm đìa rồi một con hổ gắn quần áo của chu tuyết phi kéo qua một bên cứu tôi với cứu tôi với cứu tôi với chu tuyết phi vừa hét vừa vươn tay về phía sở vân hào nhưng lúc này bản thân sở vân hào còn chưa lo xong thì lấy đâu ra tâm trạng để quan tâm đến chu tuyết phi vào thời khắc sống chết khát vọng sống của con người sẽ được phóng to đến cực hạn chỉ cần mình có thể sống sót thì đâu rảnh để quan tâm đến người khác. Không phải mỗi người đều có thể không hoảng loạn khi đối mặt với hiểm nguy, hoặc có lòng can đảm để xả thân cứu người. Chàng trai kia sợ đến mức hóa đá tại chỗ, ngược lại không có con hổ nào để ý đến anh ta, Vương Tuấn Hy là may mắn nhất, một con hổ cũng không có. Anh ta là người chạy về xe đầu tiên, còn chàng trai vẫn đứng ngơ ngác ở chỗ cũ, Hạ Linh Lung được lạc tú đẩy qua một bên, rồi cũng ngồi lên xe. Lạc Tú, cứu người, cứu người. Hạ Linh lung sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn còn chút lý trí. Lạc Tú cũng không nhỏ nhen như vậy, đúng lúc Chu Tuyết Phi đang ở gần anh, nên anh nhanh chóng nhảy qua kéo Chu Tuyết Phi về đây. Đợi đến khi Lạc Tú kéo Chu Tuyết Phi về thì nhất thời sửng sốt, sở vân hào ỷ mình từng luyện tí võ nên cũng trốn vào xe. Nhưng anh ta lại khóa cửa xe lại. Anh mở cửa ra đi, bên ngoài vẫn còn người. Hạ Linh lung sốt sáng hét lớn. Mở cửa cái gì, mở ra để chết à? Vì adrenaline tăng vọt nên bây giờ cả người Sở Vân Hào đang run rẩy mất kiểm soát. Đồng thời cũng vì sợ hãi, mà lúc nãy khi chui vào đã bị móng vuốt vồ lấy, bây giờ trên cánh tay đang máu me đầm đìa. Nhưng cũng vì như thế mà anh ta càng sợ hơn. Lần đầu tiên anh ta cảm nhận được mình suýt chút nữa là bỏ mạng. Mở cửa, Hạ Linh Lung biên cuồng gào thét, rồi vươn tay về phía trước định mở khóa cửa xe nhưng Vương Tuấn Hy lại ngăn cản ôm trầm lấy Hạ Linh Lung, rõ ràng không cho phép Hạ Linh Lung mở cửa xe. Đùa gì thế, bây giờ bên ngoài đang có mấy con hổ, nếu mở cửa ra thì chẳng khác nào đi tìm cái chết. Chu Tuyết Phi cũng nhìn Sở Vân Hào bằng ánh mắt phan nài, nhưng Sở Vân Hào chẳng hề lay động. Lúc này mấy con hổ đang liên tục luẩn quẩn ở xung quanh, phát ra tiếng gầm trầm thấp, rõ ràng đang định tấn công lần nữa. Cuối cùng chàng trai kia cũng hoàn hồn lại anh ta cầm tấm lưới sắt liên tục quơ quào, nhưng miệng lại lẩm bẩm cầu xin anh cả hãy cứu bạn gái em, em cầu xin anh đấy. Cầu xin con mẹ mày, đừng hồn ào nữa, phiền chết đi được. Sở Vân Hào giận dữ mắng. Bây giờ đến thân mình còn khó mà giữ nổi, huống chi là đi cứu người. Lúc này bên ngoài đang có bốn con hổ, thậm chí có một con đã chuẩn bị phát động tiến công. Cầu xin anh hãy cứu lấy cô ấy, em xin khấu đầu lại tạ anh. Chàng trai dập đầu xuống đất mặt khác hạ linh lung đang ở bên trong gào thét đòi mở cửa bên ngoài chu tuyết phi cũng cực kỳ sợ hãi cầu xin sở vân hào hãy mở cửa cảnh tượng rất hỗn loạn mẹ kiếp đừng làm ồn nữa phiền chết đi được sở vân hào lại gào lên bây giờ anh ta cũng đang sợ hãi hơn nữa càng hoảng loạn hơn lòng can đảm ban nãy của các anh đi đâu hết rồi đúng lúc này bỗng vang lên một giọng nói bình tĩnh mọi người đều sửng sốt bây giờ mọi người mới phát hiện ra, từ đầu đến cuối Lạc Tú đều bình tĩnh như vậy, chẳng hề hoảng loạn khi đối mặt với hiểm nguy, thậm chí có thể nói là đứng nhìn đám người chen nhau trên xe rồi cãi vả vậy. Hoàn toàn không để tâm đế mấy con hổ đang nhìn chòng chọc ở phía sau. Đừng làm ồn nữa, bọn họ sẽ chết thôi, không ai có thể đánh thắng hổ, huống chi là mấy con cùng hợp lại, bọn họ sẽ nhanh chóng bị xé thành nhiều mảnh, rồi chết ngay tức khắc. Mặc dù sở vân hào lạnh lùng, nhưng vẫn mở miệng nói. Hai, một lũ ngu ngốc, lạc tú ném chu tuyết phi xuống đất, vì đã có một con hổ nhào tới từ phía sau. Loài mèo cỡ lớn thường thích như thế, nếu bạn quay lưng về phía nó thì gần như là 100% nó sẽ bổ nhào về phía bạn. Nhưng trong tiếng kinh hô của mọi người, lạc tú bỗng xoay người đấm vào chán con hổ đang nhào tới. Bịch, con hổ đó bị đánh bay ra ngoài ngay lập tức, sau khi rơi xuống đất thì tứ chi đạp loạn xạ ở dưới đất, nhưng không thể nào bò dậy được rõ ràng không thể bò dậy được. Rồi lạc tú chủ động xuất khích, tốc độ của con hổ rất nhanh, nếu phải nói cụ thể thì một con hổ cách bạn tầm 20 mét thì có thể lấy mạng bạn trong vòng 4 giây. Trong đó 2 giây là nhào tới, 2 giây còn lại là cắn chết bạn. Nếu người bình thường bước vào phạm vi chết chóc này thì 4 giây này có thể do dự trước khi chết có nên la lên, hoặc chết trong tư thế dễ coi hơn không. Nhưng tốc độ của lạc tú càng nhanh hơn, gần như là không thể nhìn thấy, một con hổ nữa lại bay ra ngoài một con hổ khác cũng bị lạc tú túm lấy đập mạnh xuống đất mặt đất nhanh chóng xuất hiện một chiếc hố sâu con hổ đó nhất thời bị đập đến mức máu thịt be bét cảnh tượng này quá bạo lực bá đạo mọi người đều trợn mắt há mồm khi nhìn thấy kẻ hèn nhát mới bị bọn họ chế giễu lại giống hệt kiểu người đầu người hình thú hình như con hổ cuối cùng đã cảm nhận được điều gì đó nên quay đầu chuẩn bị bỏ chạy lạc tú cũng không có ý định đuổi theo anh trai, cầu xin anh, xin anh hãy cứu bạn gái tôi." Chàng trai liên tục dập đầu với Lạc Tú. Lạc Tú thở dài, mặc dù anh rất ghét cô gái kia, nhưng thấy chàng trai này đáng thương như vậy, nên Lạc Tú vẫn động lòng. Thật ra mọi chuyện xảy ra quá nhanh, con hổ ngậm cô gái kia cũng mới ngừng lại, chứ chưa thật sự cắn chết cô gái đó. Nhưng đợi đến khi Lạc Tú đuổi tới, cổ cô gái đó đã bị xé rách một mảng da lớn, thậm chí còn kéo dài đến tận mặt hủy dung đã là điều không thể tránh khỏi rồi. Thấy lạc tú đuổi tới, con hổ phát ra tiếng gào thét cực kỳ sợ hãi. Mày đừng trách tao, lạc tú trưởng vào đầu con hổ, đầu con hổ đó liền bị vỡ nát. mươi 145, đêm trước vịnh bàn long. Đợi đến khi mọi người tỉnh táo thì xe cứu thương và cảnh sát cũng đã tới. Lạc tú chẳng hề xuống tay với sở vân hào, anh muốn từ từ trả lại những gì sở vân hào đã cho anh từ kiếp trước nên sẽ không dễ dàng giết chết sở vân hào lúc này mọi người mới bừng tỉnh chu tuyết phi nhìn lạc tú bằng ánh mắt phức tạp trước đây cô ta xem thường lạc tú cho rằng lạc tú không xứng làm bạn với họ chu tuyết phi cảm thấy lạc tú hoàn toàn không thể so bì với sở vân hào nhưng trải qua chuyện ban nãy sở vân hào còn xứng để so bì với lạc tú nữ yêu chỉ có lúc gặp nguy hiểm khó khăn con người mới có thể bộc lộ thứ chân thực nhất ở trong lòng tất nhiên dù là thực lực hay quyết đoán thì sở vân hào cũng không bằng lạc tú thậm chí trong lòng còn cực kỳ ích kỷ xấu xa ngược lại lạc tú rõ ràng là người có thực lực nhưng lại che giấu tài năng cực kỳ khiêm tốn nhớ lại trước đó cô ta đã mỉa mai lạc tú là kẻ nhát gan chu tuyết phi liền đỏ mặt không phải người ta nhát gan mà là khinh thường đó là khí phách của một người đàn ông hạ linh lung cũng khiếp sợ trước thực lực của lạc tú thật đáng sợ có thể tay không đánh chết hổ đây không phải phim mà là sự thật, không ngờ Lạc Tú có thể một trưởng đánh chết hổ, có thể thấy rốt cuộc thực lực của Lạc Tú đáng sợ đến cỡ nào. Trước đây Hạ Linh Lung còn tưởng nếu Lạc Tú đánh nhau với Sở Vân Hào, e rằng sẽ bị Sở Vân Hào hành hung. Nhưng bây giờ xem ra, e rằng Sở Vân Hào chẳng có tư cách để ra tay với Lạc Tú. Tôi xin lỗi, Hạ Linh Lung cúi đầu xin lỗi. Cuối cùng cô ta cũng hiểu rõ tại sao tối qua Lạc Tú lại không phản bác bọn họ cũng vỡ lẽ câu nói không thể nói chuyện về tảng băng với côn trùng mùa hè mà Lạc Tú đã nói vào tối qua rồi. Không phải Lạc Tú không đủ trình độ với họ, mà là bọn họ hoàn toàn không đủ trình độ với Lạc Tú. Người ta chẳng hề đặt bọn họ vào mắt nên khinh thường không muốn tranh luận với họ. Cuối cùng sở vân hào ảo não rời đi cùng Vương Tuấn Hy. Mới đầu bọn họ chế giễu Lạc Tú nhát gan, nhưng cảnh tượng ban nãy đã biến bọn họ thành tên hề tham sống sợ chết một cách rõ ràng. Lạc Tú sẽ sợ ư? Người có thể tiện tay đánh chết hổ sẽ sợ xuống xe ư? Anh không xuống xe là vì không muốn đánh chết mấy con hổ kia à?" Hạ Linh lung lấy can đảm hỏi. Có lẽ cô đã nghe qua bấy thực thi pháp luật, đối với mấy con hổ này mà nói thì hành vi của mấy người chính là như vậy. Dù bọn chúng cắn chết cô thì bọn chúng cũng không sống nổi, nếu các cô không xuống xe thì bọn chúng không cần phải chết. Vậy ban nãy anh có thể ngăn cản chúng tôi mà. Ha một kẻ nhát gan như tôi thì lấy đâu ra bản lĩnh để khuyên nhủ đám người can đảm ưa kích thích như các cô không phải sao câu nói của lạc tú đã chặn hỏng hạ linh lung quả thật lúc nãy đám người bọn họ đều khinh thường lạc tú tưởng lạc tú nhát gan nhưng chúng ta là người còn mạng của bọn chúng cô có biết tôi ghét nhất điều gì trên người các cô không đó là các cô tự cho mình là siêu phàm nghĩ mình cao cao tại thượng chưa chắc mạng của mấy người đã quý giá hơn hổ chúng sinh đều bình đẳng các cô có tư cách gì mà phân chia nhiều cấp bậc về sinh mạng như vậy? Lạc Tú lạnh lùng nói, rồi xoay người rời đi. Không chỉ có Hạ Linh Lung, mà Chu Tuyết Phi ở bên cạnh cũng bị câu nói này làm cho đỏ mặt. Hừ, anh ta đã cứu chúng ta thì ghê gớm lắm à, hung dữ cái gì chứ? Nước mắt của Hạ Linh Lung rơi lã chã, vẻ mặt uất ức. Hai, Tinh Tinh, cậu xong rồi. Chu Tuyết Phi thở dài, cô ta là con gái nên vừa nhìn thấy nước mắt uất ức của Hạ Linh Lung, đã nhanh chóng hiểu rõ Hạ Linh Lung đã thích Lạc Tú rồi. Nhưng nhìn bóng lưng rời đi của Lạc Tú, cô ta mới phát hiện ra, hóa ra bóng lưng đó lại cao lớn đến thế. Sở Vân Hào hoàn toàn không thể so bì với nhân vật như Lạc Tú được. Đàn ông như vậy mới khiến người khác si mê nhất, làm người thì khiêm tốn, còn làm việc thì lên giọng, thậm chí bản thân cô ta cũng hơi mất khống chế. Thật ra không ai phát hiện, cảnh tượng Lạc Tú đánh hổ cứu người ban nãy đã được người khác quay lại rồi nhanh chóng được lan truyền trên mạng dù gì đây cũng là tin tức mới hôm nay cũng có một tin tức mới khác nhưng bị phong tỏa rồi đó là một ông chùm ở thông châu được phát hiện chết trong nhà mà hung thủ lại là con trai ông ta chuyện này là nhờ xem camera giám sát trong nhà bọn họ chứng cứ rành rành nhưng cuối cùng con trai ông ta cũng chết luôn do đó chuyện này đã được phong tỏa ngược lại lạc tú vừa mới đi ra cổng sở thú thì điện thoại đổ chuông alo anh lạc có phải anh đã quên mất ngày mai Vịnh Bàn Long sẽ chính thức bắt đầu phiên giao dịch đúng không? Là Vương phi gọi tới. Nếu không được Vương phi nhắc nhở, quả thật Lạc Tú đã quên mất chuyện này. Lạc Tú cũng không để tâm đến chuyện tiếp theo ở sở thú nữa, mà quay về chuẩn bị chuyện Vịnh Bàn Long bắt đầu phiên giao dịch. Trong vòng bạn bè của người nào đó, một đoạn video được lan truyền, hai người con gái đang ngồi cà phê ở Starbucks rồi nhàm chán lướt vòng bạn bè. Trong đó một cô gái rảnh rỗi đến nhàm chán đã click vào. Rồi nhất thời ngạc nhiên đến nỗi suýt rất con mắt ra ngoài. Văn Văn, cậu xem, đây là biểu diễn hay là thật vậy? Sao thế? Cô gái tên Văn Văn kia nghiêng đầu nhìn xem. Ôi mẹ ơi, rõ ràng đây là thật mà, cậu không nhìn thấy người máu me bê bết kia à? Người này là ai thế? Không ngờ có thể tay không đánh chết hổ, hơn nữa còn đánh cùng lúc mấy con. Wow! Đẹp trai quá đi mất, tớ phải gả cho anh ấy. Cậu mau xe đi, ôi mẹ ơi, thật lợi hại. Trên diễn đàn nào đó, đoạn video này đã được lan truyền với tiêu đề bắt mắt là anh chàng đẹp trai dũng cảm cứu người, nổi giận đánh mãnh hổ. Tất nhiên tiêu đề này sẽ thu hút sự chú ý của người khác. Một người đàn ông ngồi trong phòng làm việc đang nhàm chán lướt diễn đàn. Mẹ kiếp, lại là tiêu đề chém gió, đang quay phim à? bọn họ thật sự cho rằng con người có thể đánh thắng hổ ư nhưng người đàn ông vẫn click vào mẹ kiếp mọi người mau tới xem đi nhất thời trong phòng làm việc một ngạt vang lên tiếng hét của người đàn ông đoạn video này cứ từ từ lan truyền như thế liên tục truyền đi trên các diễn đàn xã hội đây là võ thuật thực thụ của trung quốc ư hay là sao tác hoặc chuyện gì khác người đàn ông thần bí với sức mạnh cái thế tàn sát mãnh hổ Lúc này Lạc Tú đã quay về bên Vịnh Bàn Long. Trương Tử Quân và Vương Phi vẫn rất lo lắng, dù gì hai nhà truyền thông lớn ở Thông Châu là Văn Hóa Tinh Môi và Truyền Thông Lam Vũ cũng ngỏ lời rồi. Chắc chắn ngày mai bọn họ sẽ tới phá hỏng. Bên này, trường trung học phổ thông Ướt Kim Hương. Ngày mai Vịnh Bàn Long của thầy Lạc chúng ta sẽ chính thức bắt đầu phiên giao dịch, còn ai chưa nộp tiền đặt cọc nữa không? Chúng tôi đã nộp hết rồi, thầy Lạc cũng thật là, tốt xấu gì chúng ta cũng là học trò của thầy ấy vậy mà thầy ấy lại chẳng hề nể mặt chúng ta, chúng ta muốn mua một căn nhà cũng phải đặt trước nữa. Được rồi, trong nhà mọi người có ai thiếu tiền không? Audio điện tử võ tấn bền chương 146, có người tới gây sự. Lạc Tú thì đi chuẩn bị dự án Vịnh Bàn Long, còn Hạ Linh Lung do dự hồi lâu sau đó quyết định gọi điện cho em gái mình. Dù sao xảy ra chuyện lớn như vậy, cô ta cần có người an ủi một chút. Alo, hân hân à, hạ linh lung hơi ợp ừ. Nhà họ hạ ở Hải Đông thật sự được xem như là một gia tộc lớn, thậm chí có thể nói là một đế quốc thương nghiệp khổng lồ. Đất Hải Đông vàng thao lẫn lộn, các loại thế thực bối cảnh thâm hậu đứng vững ở nơi đó, nhà họ hạ có thể có một chỗ đứng ở nơi này, không thể không nói, thật sự rất kinh khủng. Nghe nói trước kia Hạ Nguyên Vũ từng làm chính trị, nhưng không biết tại sao lại đắc tội với gia tộc lớn ở Yên Kinh, sau khi bị lật đổ, trong lúc xa suốt tinh thần đã lui về đây mặc dù nhà họ hạ bị chèn ép rất nhiều người trong gia đình nhà họ hạ đã ra nước ngoài phát triển nhưng nhà họ hạ vẫn là một gia tộc không thể khinh thường thậm chí toàn bộ hải đông cũng phải nể mặt vài phần có điều bởi vì sự tùy hứng của bản thân hạ linh lung vẫn không dám đối mặt với ba mình sau khi tốt nghiệp trường cảnh sát hạ linh lung đã chạy ngay tới thông châu mà cả một đế quốc thương nghiệp khổng lồ như vậy lại thẳng tay vứt cho em gái của mình hạ hân hân Điều này khiến cho Hạ Linh Lung vẫn luôn cảm thấy hơi áy náy. Hai người trò chuyện điện thoại vài câu, dường như tâm trạng em gái Hạ Linh Lung Hạ Hân Hân cũng không tốt lắm. Bởi vì vừa rồi ba cô ta Hạ Nguyên Vũ đã nói với cô ta một chuyện khiến cô ta cực kỳ chấn động và phản đối. Từ lúc cô ta có trí nhớ đến nay, hình như ba chưa bao giờ đề cập tới chuyện này. Bao gồm cả chị gái Hạ Linh Lung của mình cũng giống như vậy, không hề hay biết. Nhưng mà đột nhiên nói cho cô ta biết cô ta còn có một người chồng chưa cưới, hơn nữa ngày mai sẽ đến, mình bắt buộc phải ra sân bay chờ đối phương lúc 9 giờ. Điều này khiến cho Hạ Hân Hân hoàn toàn không thể nào chấp nhận được. Theo như lời ba nói, đối phương chỉ là có quan hệ thân thiết với ba mình, tuy rằng không liên lạc gì nhưng quan hệ hai bên vẫn luôn rất tốt đẹp. Có điều ra thế bối cảnh của đối phương có vẻ rất bình thường, còn đối phương cũng mới tốt nghiệp đại học không lâu. Nhưng Hạ Hân Hân và Hạ Linh Lung thì hoàn toàn khác. Có thể nói, từ lúc bắt đầu học đại học Hạ Hân Hân xem như đã chẳng chú tâm học hành gì, gần như vẫn luôn đi theo ba mình xử lý chuyện công ty. Bây giờ gần như xem như là trực tiếp nắm quyền, là một xếp tổng của công ty có vốn mấy trăm triệu tệ, trẻ trung xinh đẹp nhiều tiền. Ở hải sông người con gái hoàn hảo như vậy quá mức cuốn hút, bao nhiêu công tử giàu có và đám con cháu nhà giàu đều nghĩ đủ mọi cách theo đuổi cô ta. Sao mà cô ta có thể để mắt tới một sinh viên đại học tầm thường vừa bước chân vào xã hội được? nhưng đối với phương diện này con gái vốn đã rất nhạy cảm tự nhiên có thể cảm giác được ý ba muốn ghép đôi mình cho nên đầu tiên hạ hân hân cảm thấy vô cùng phiền phức đối với người chồng chưa cưới chưa từng gặp này vừa hay sáng sớm mai cô ta còn phải đi gặp bàn chuyện với một vị khách hàng nhưng bây giờ vừa xem chỉ có thể lỡ hẹn rồi điều này khiến cho cô ta càng cảm thấy không nhịn được với người chồng chưa cưới chưa từng gặp mặt kia mà Lạc Tú cũng ngay tại đêm đó nhận được tin ba Lạc nói ngày mai sẽ phải đi Hải Đông, một. Có điều ngược lại Lạc Tú không để ý gì cả, sáng sớm ngày mai nhất định không đi được. Bởi vì lúc Vịnh Bàn Long mở bán, bản thân anh bắt buộc phải ở đó. Vậy thì qua đó muộn một chút là được. Nhớ nhé, ba đã gọi điện cho bản thân ba rồi, dù sao con đến học viện quân sự Kinh Nam vẫn còn sớm, đến lúc đó người ta sắp xếp thế nào với con thì con cứ nghe thế. Thời điểm mấu chốt giúp người ta vượt qua cửa ải khó khăn. Ba Lạc dặn dò, mà đối với lời của Ba Lạc, ngược lại Lạc Tú vô cùng để ý. Chuyện đi Hải Đông có là ba việc, một là hỗ trợ huấn luyện huyết sát, hai là có một trận chiến với trưởng môn Bát Cực môn, ba là giúp bạn thân của ba anh một chút, báo đáp ân tình của người ta. Buổi tối, Lạc Tú thu dọn hành lý xong xuôi. Ngược lại Lạc Tú chợt nhớ tới, hình như Trương đại sư, người giúp việc của anh cũng ở Hải Đông ngày hôm sau vừa dạng sáng hạ hân hân đã dẫn theo bản thân lái xe đi đến sân bay chờ lạc tú mà lạc tú thì đang chuẩn bị hôm nay mở bán vịnh bàn long nơi như vịnh bàn long thực sự là nổi danh có điều vẫn luôn không có tiếng tăm tốt đẹp gì dù sao trước đó nơi kia đã có rất nhiều chuyện ảnh hưởng đến mạng người nếu như người dân thành phố thông châu thật sự muốn đi mua nhà chắc chắn sẽ không cân nhắc đến nơi đó dẫu sao rất nhiều người vẫn tin phong thủy cảm thấy ở nơi đó phong thủy không tốt nếu như ở nơi đó khó chắc sẽ không xảy ra chuyện trong tòa cao ốc của truyền thông văn hóa tinh môi sáng sớm lúc này chu nhất minh miệng ngậm xì gà mắt đeo kính dâm sau lưng là một đám phóng viên đang đứng tôi lại muốn xem xem hôm nay tên họ lạc kia có thể bán bao nhiêu căn nhà chu nhất minh cười khẩy một tiếng ông ta là người đứng đầu ngành truyền thông ở thông châu thậm chí một số đại lão thông châu cũng không dám đắc tội ông ta nhưng mà Lạc Tú lại dám đánh ông ta trước mặt mọi người. Điều này khiến cho Chu Nhất Minh lập tức có loại quyết tâm nhất định phải hại chết Lạc Tú. Trước đó có một lão tổng của một tòa chung cư đắc tội ông ta, kết quả bị ông ta bôi nhọ, nói bên kia là tòa nhà rách nát chưa hoàn thiện, toàn là công trình nát. Dẫn tới chung cư kia đã 10 năm nay không bán được căn nhà nào, cuối cùng ông chủ kia không gánh nổi áp lực vay tiền, trực tiếp nhảy lầu tự sát. Nói khó nghe một chút, chỉ cần là làm ăn thì không ai không sợ ông ta. Bởi vì ông ta có thể thổi phồng lời đồn không hay của bạn thành điểm tốt, cũng có thể phá hủy lời đồn cực kỳ tốt đẹp của bạn chỉ trong một đêm. Có lúc cây bút giết người còn sắc bén hơn nhiều so với đao kiếm. Lần này ông ta nhất định phải khiến cho Lạc Tú phải phá sản, sau đó quỳ xuống cầu xin ông ta. Lão đại Chu, lần này hai công ty truyền thông chúng ta cùng nhau liên thủ, e là tên họ Lạc kia hôm nay sẽ phải ngã ngựa thôi đợi lát nữa ông đây sẽ kéo một màn hình khổng lồ đối diện với cậu ta và phát đoạn video quay ở cửa hào thái lần trước tôi muốn xem hôm nay cậu ta có bán được nhà không dám đánh ông đây trước mặt mọi người thì phải trả giá đắt chu nhất minh dằn mạnh điếu xì gà xuống bàn về đoạn video của hào thái thật ra thì lạc tú lúc đó đi ra ngoài một mình hai bên đều là mấy tên đàn ông áo đen vạm vỡ không quay được những người khác Chu nhất Minh cũng không lo lắng Lạc Tú có thể thật sự có bối cảnh và thế lực gì. Chuyện này bọn họ đã họp và thảo luận rồi, kết quả cho ra chính là có lẽ lúc ấy Lạc Tú chẳng qua vừa hay đi ngang qua mà thôi. Dẫu sao ông ta cũng quen biết vài đại lão thông châu, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua còn có lão đại trẻ tuổi như vậy. Hơn nữa suy nghĩ một chút cũng cảm thấy không thể nào. Có điều những thứ kia đều không quan trọng, quan trọng chính là cậu ta giải thích thế nào về video này. Nếu như đăng video kia lên mạng, sau đó nói Lạc Tú là thế lực đen tối, thuê một số người để dẫn dắt dư luận thì dù Lạc Tú muốn cũng không thể rửa sạch tội được. Nói không chừng sẽ còn bị điều tra, thế lực ngầm khai thác chung cư thì ai dám mua? Hơn nữa ông ta cũng đã đánh tiếng với tất cả truyền thông lớn nhỏ ở Thông Châu, cho dù là một vài công ty quảng cáo bên đường cũng mở lời với họ. Không ai được phép tuyên truyền giúp Vịnh Bàn Long. Đi thôi, dẫn người đi xem kịch vui ông đây xem xem hôm nay cậu ta có thể bán được căn nhà nào hay không. Chu Nhất Minh đứng dậy dẫn theo thẩm đào của truyền thông Lam Vũ, theo sau là một đám đông phóng viên. Thật ra thì bạo lực mạng vẫn rất đáng sợ, nếu như chung cư bình thường thật sự có thể bị phỉ nhổ đến chết. Cho dù là người khác nói bậy bạ thì làm sao? Cho dù là giả, nhiều người lan truyền tự nhiên sẽ thành thật, bạn đâu thể chạy theo gọi điện cho người ta, chỉ có thể nhận thua mà thôi. Đây chính là nguyên nhân tại sao rất nhiều người sợ hãi Chu Nhất Minh. Đợi đám người Chu Nhất Minh đến phòng kinh doanh của Vịnh Bàn Long, quả nhiên nơi này vắng ngắt chỉ có vài ba nhân viên đang ngồi ở đó hơn nữa còn đang uống trà. Hoàn toàn không có cảnh tượng hoành tráng của tòa nhà sắp mở bán. Chương 147, vô liêm sỉ. Được, cậu tưởng tôi không dám sao? Chu Nhất Minh hung hăng nói. Mang màn hình chiếu qua đây cho tôi. Chu Nhất Minh nói với đám người sau lưng nhất thời mấy người này thật sự cầm đồ đi bày trí chúng ta cứ chờ xem chu nhất minh hừ lạnh một tiếng nhưng lạc tú lại đứng lên sau đó hoạt động gân cốt một chút giống như chuẩn bị đánh người cậu muốn làm gì tôi nói cho cậu biết sau lưng tôi toàn là phóng viên đấy nếu cậu dám động vào tôi thì chiều hôm nay tôi có thể cho cả cái thông châu này biết cậu là một tên lưu manh có vẻ chu nhất minh đã sớm có sự chuẩn bị dẫn theo một đám đông phóng viên tới ông ta không tin Lạc Tú dám đánh mình trước mặt nhiều phóng viên như vậy. Vì vậy Chu Nhất Minh tỏ ý không sợ gì, còn mang theo uy hiếp. Mẹ nhà mày, Lạc Tú lắc người một cái đã đến trước mặt Chu Nhất Minh, vung tay và đốt một cái lên mặt ông ta. Ông đến tận cửa nhà tôi gây sự rồi tôi còn không đánh ông chắc. Đánh ông thì làm sao? Ông bảo bọn họ quay đi. Mỗi một câu chính là một bà tai Lạc Tú vả lên mặt Chu Nhất Minh trước đến nay chưa bao giờ thấy có người hèn hạ như vậy đưa đến tận cửa cho tao đánh lạc tú lại tát một phát nữa hàm răng của chu nhất minh đã bị tát bay mấy cái một tên họ lạc kia mày cứ chờ đấy mày tiêu đời rồi tao bảo đảm sẽ cho mày không làm gì được ở cái thông châu này nữa chu nhất minh bị lạc tú đá bay ra đường quốc lộ ôm mặt nói vẻ mặt không tin nổi ông ta không nghĩ tới lạc tú thật sự dám đánh mình tao chờ đấy tao xem xem mày có thể dở cho gì Lạc Tú cười khẩy một tiếng. Mà lúc này chiếc xe đầu tiên đã tới. Người đến không phải ai khác, chính là Hồng Biêu và Quảng Khôn. Vừa thấy người xuống xe là hai người này, chú Nhất Minh lập tức ngây ngẩn. Ông ta chuẩn bị tung video ra ngoài nhưng mà ông ta không dám đi lên nói chuyện với hai người này. Dẫu sau người ta cũng là đại lão thông châu, hơn nữa còn không phải đại lão bình thường. Tuy rằng ông ta cũng xem như là nhân vật có tiếng tăm nhưng ông ta nào dám đi ngăn cản hai người này sau đó ông ta chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người đi vào trong hai người tới mua nhà ư thật sự có người mua sao hơn nữa còn là đại lão thông châu sau đó lại là mấy chiếc xe sang đến đây vẫn là đại lão thông châu chu nhất minh vẫn không dám cản lại ngay sau đó nhà giàu nhất thông châu cũng tới từng người từng người toàn là đại lão thông châu lần lượt tới đây nhất thời chu nhất minh hoàn toàn trợn tròn mắt sao mà đại lão thông châu người nào người nấy đều đến hết thế? Ông ta nào dám cản ai trong số những người này? Đợi một hồi lâu, cuối cùng ông ta đợi được một người có thể cản được, hơn nữa thân phận còn cực kỳ đáng sợ. Người đứng đầu thông châu Lưu Đức Kiên. Thị trưởng Lưu, ông tới thật đúng lúc, tôi muốn tố cáo. Tố cáo? Ông muốn tố cáo cái gì? Lưu Đức Kiên dẫn theo Lưu Trí Cường tới. Vịnh Bàn Long này là nơi tụ tập của các thế lực đen tối, là một ổ trộm trắng trợn ông cứ vào trong xem là sẽ biết ngay chu nhất minh vừa nói vừa mừng thầm những đại lão thông châu kia ông ta không dám nói gì nhưng giới bạch đạo thì ông ta có thể tố cáo đến lúc đó vừa hay giải thích đầu đuôi với ông ấy mẹ nó đầu óc ông có vấn đề à chúng tôi tới đây mua nhà ông lại nói ở đây là ổ trộm ý của ông là ba tôi cũng là trộm cũng là thế lực đen tối lưu trí cường không hề khách khí chút nào trực tiếp mở miệng mắng lập tức khiến cho chu nhất minh trợn tròn mắt ngay cả lưu đức kiên cũng tới mua nhà sao mà được chứ tại sao những nhân vật lớn có mặt mũi ở thông châu cũng tới cổ động cũng tới mua nhà như vậy sao ông ta có thể bôi đen nơi này chẳng phải sẽ bôi đen các nhân vật lớn và đại lão thông châu một lượt ư chưa nói tới có thực tế hay không cho dù làm xong thì ông ta cũng sẽ cách cái chết không còn xa nữa nói đùa à những đại lão thông châu kia, ông ta nào dám bôi đen người nào chứ? Nhưng mà bây giờ nếu người ta mua nhà ở đây, ông ta thật sự không dám nói ra nói vào về vịnh Bàn Long. Mà gương mặt Lưu Đức Kiên thì xa sầm Sau đó đám người Diệp Kính Bình cũng tới. Ông Diệp, ông cũng tới đây mua nhà sao? Ông cũng vậy à, hay là cùng nhau đi vào đi? Diệp Kính Bình ngược lại rất quen biết Chu Nhất Minh, Hiền Hòa mở miệng nói nhưng mà lúc này chu nhất minh hoàn toàn trợn tròn mắt nhân vật như diệp kính bình cũng tới rồi hôm nay nếu như ông ta dám bôi đen vịnh bàn long hoặc là nói ra nói vào nơi này thì có lẽ ngày mai ông ta sẽ được lên báo không phải tai nạn xe cộ thì chính là chết đột ngột bây giờ ông ta chê vịnh bàn long chính là đối đầu với tất cả đại lão toàn thông châu ông ta có gan này sao không có mặt ông bị sao thế sao lại có dấu bàn tay có phải bị người ta đánh không diệp song song nhìn dấu tay rõ ràng trên mặt chu nhất minh tò mò hỏi chu nhất minh bị nhục hận không thể tìm được khe hở nào để chui vào ha ha cháu à sao cháu không đăng lên thế sao không cản người ta đi lạc tú đi ra ngoài cười khẩy nói một chu nhất minh bị nói những lời này nhất thời tức giận mặt đỏ dần ông ta vừa mới luôn miệng nói người nào đến thì đưa cho họ xem video nhưng những người này có ai nghe lời ông ta chứ đến bây giờ đã mấy chục người tới ông ta vẫn không đưa ra cho ai xem cả tên họ lạc kia đây là cậu ép tôi đừng có mà đắc ý tôi không xử được vịnh bàn long của cậu thì cậu đừng có tưởng rằng tôi không xử lý được cậu tôi chờ đấy lạc tú mỉm cười đi vào trong còn tay chu nhất minh cuộn chặt thành nắm đấm phát video đã quay ngày đó cho tôi chú ý đừng có nhắc tới vịnh bàn long nữa dẫu sao bây giờ các đại lão đều tề tựu ở đây để mua nhà, ông ta nào dám trên nơi này. Nhắc đến một người cho tôi, họ lạc, viết cho tôi thành thế lực đen tối ngầm, gian dâm bắt cóc, không chuyện ác nào không làm. Rất nhanh chóng, một video đã được đưa lên, mà tựa đề chính là đại lão thế lực đen tối của Thông Châu. Đại ca đảng hắc thủ tuần tra thực địa, phá hỏng không khí xã hội. Hãy chống lại những thế lực đen tối, bắt đầu từ tôi ngay sau đó có người để lại lời nhắn bên dưới hơn nữa còn yêu cầu công khai nhưng rất nhanh chóng đã có người đáp trả lại ăn nói mất dậy khốn kiếp người ta là anh hùng dám làm việc nghĩa cứu người cháu trai như ông sao lại thất đức thế anh hùng đánh hổ cứu người qua miệng ông lại thành kẻ ác rồi ư nếu anh ấy là kẻ ác thì ông là cái gì đúng là một đám anh hùng bàn phím lão hổ nhào qua cũng có thể khiến mày té đái ra quần rồi Chương 148: Tình cảnh sôi động. Nhưng bây giờ, các tiêu đề rõ ràng là nói về anh hùng đánh hổ rất nổi bật. Mà Chu Nhất Minh mở một bài đăng ra xem, vừa nhìn thấy, sắc mặt đã đen lại đến cực điểm. Văn hóa tinh môi, mấy người tự biết xấu hổ được không vậy, anh hùng của thành phố mà mấy người dám bôi nhọ như thế à? Chu Nhất Minh, tôi giết bà ngoại của ông, anh hùng đánh hổ mà cũng dám xuyên tạc như thế à? Tích đức chút đi nếu không sau này sinh con đẻ cái sẽ không có lỗ nhị ngoặc kép ngoặc kép hầu như các bài đăng và bình luận chỉ toàn là chửi rủa chu nhất minh vừa đọc đã trợn tròn mắt tăng cường độ âm thanh lên tăng cường độ âm thanh lên cho tôi chu nhất minh cũng ngây ngẩn cả người ông ta không ngờ lạc tú lại có độ nổi tiếng trên mạng xã hội cao đến thế anh giống như một ngôi sao nhỏ vậy hơn nữa danh tiếng còn tốt như thế có rất nhiều người hâm mộ mà Chu Nhất Minh bấm vào video thì trước mắt là một màu đen thui. Kết quả của việc Chu Nhất Minh đăng video bôi nhỏ anh hùng đánh hổ đã khiến cả thông châu đều biết chuyện. Hơn nữa để xoay chuyển thế cục và phản bác những cư dân mạng đã tẩy trắng cho Lạc Tú mà ông ta đã đăng một đoạn video quay cảnh Lạc Tú đánh ông ta. Bằng chứng như núi, đây là bộ mặt thật của anh hùng trong miệng mấy người đây, đánh người ở ngoài đường, du côn lưu manh. Nhưng hướng gió đã thay đổi. Đó là vịnh Bàn Long. Ừ, nó trông giống như vịnh Bàn Long. Ngay sau đó, có người xác nhận rằng Lạc Tú đang ở vịnh Bàn Long. Đó là vịnh Bàn Long, hơn nữa nơi này rất náo nhiệt, rất nhiều xe hơi sang trọng và những người có máu mặt ở Thông Châu đều ở đây. Tôi cũng muốn đi xem sao. Vịnh Bàn Long bắt đầu phiên giao dịch trong hôm nay, trời ơi, giá cả đắt đỏ lắm. 10 vạn một mét vuông, rốt cuộc là nhà ở như thế nào mà lại có giá trên trời vậy? Đi, đi xem thử hướng gió đã hoàn toàn thay đổi không ai quan tâm đến việc lạc tú có đánh người hay không nữa không còn ai chú ý đến chuyện này nữa đùa sao người ta còn dám đánh hổ đánh người thì làm sao nào ai thèm quan tâm đến điều này nhiều người đến đây vì hâm mộ danh tiếng của anh dù sao ở đây quá náo nhiệt những người có máu mặt ở thông châu đều tập trung đến đây rất nhiều người tò mò về lạc tú có người tò mò về nhà cửa ở đây cũng không ít người tò mò tại sao lại có nhiều người tai to mặt lớn đến đây làm gì. Trong vòng chưa đầy 2 giờ, mọi con phố dưới chân vịnh Bàn Long đều chật cứng người. Vốn dĩ chỉ có những người có máu mặt mới biết hôm nay vịnh Bàn Long mở cửa phiên giao dịch, nhưng sau khi Chu Nhất Minh làm ẩm ý lên, ngay lập tức nó đã được cả thành phố biết đến. Anh hùng đánh hổ ở vịnh Bàn Long. Có tin đồn trên Internet rằng anh hùng đánh hổ đánh người. Các nhân vật tai to mặt lớn ở Thông Châu đều tề tựu tại Vịnh Bàn Long. Vịnh Bàn Long có giá 10 vạn 1 mét vuông. Giá bất động sản ở Thông Châu cao ngất trời, đây là lần đầu tiên trong lịch sử. Ngay trong tích tắc, tin tức bay đầy trời. Cuối cùng, chân núi Vịnh Bàn Long gần như bị nghiền nát. Con người chính là như vậy, càng náo nhiệt càng thích đến gần. Cuối cùng thì mọi chuyện lại thành ra như thế này. Cậu đến Vịnh Bàn Long chưa? Chưa, sao thế? đến đó làm gì? Hôm nay rất nhiều người đi đến đó, nghe nói hiện giờ nơi đó đã đông đến nỗi sắp vỡ tung rồi. Hả, có chuyện gì à? Không biết, nhưng đã đi đến đó rồi, chúng ta đến đó xem thử đi. Được, đi xem sao. Rất nhiều người đã đi mà không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Chu Nhất Minh nhìn thấy đường phố đông đúc thì sắc mặt tái mét. Vịnh Bàn Long ra mắt không hề được quảng cáo. Nếu không phải Chu Nhất Minh làm ẩm ý lên, ngoại trừ mấy ông lớn ở thông châu kia đến thì sẽ không có ai tới. Nhưng sau khi Chu Nhất Minh làm ẩm ý lên, danh tiếng của Vịnh Bàn Long ở thông châu lập tức bùng nổ. Thậm chí, nó sẽ còn được nhắc đến và trở thành chủ đề bàn tán trong thời gian dài sắp tới. Chu Nhất Minh không ngờ rằng cuối cùng mọi chuyện lại thành ra như thế này. Mà mặt mày Chu Nhất Minh lại xám xịt rồi biến mất trong đám đông như một con chó bị kẹp đuôi giao dịch của Vịnh Bàn Long vào ngày hôm đó là hơn vài triệu tệ. Dù sao thì bên trong cũng rất thần bí. Những người đã từng đến đó đều không muốn rời đi. Hơn nữa mấy chục triệu tệ đó không phải là lợi nhuận gộp, mà là lợi nhuận thuần túy. Lạc Tú đã kiếm được một món hời lớn trước đó nên anh không đầu tư thêm tiền nữa. Mãi cho tới lúc này Lạc Tú mới có thời gian mở điện thoại, anh vừa mở máy lên, đã thấy trên điện thoại có hơn 100 cuộc gọi nhớ. Tất cả đều do một số gọi đến. Và trong quán Starbucks cạnh sân bay Hải Đông, Hạ Hân Hân như muốn nổ tung vì tức giận. Bây giờ đã gần 12 giờ, nhưng người bên kia vẫn chưa đến. Cô ta là một người rất coi trọng thời gian, hơn nữa cô ta còn có một hợp đồng rất quan trọng cần bàn bạc vào sáng nay. Hẹn 9 giờ sẽ đến, nhưng bên kia đã trễ 3 tiếng, Hạ Hân Hân còn nghi ngờ đợi lát nữa nhìn thấy người đó thì liệu cô ta có thể nhịn không được mà bóp cổ đối phương đến chết hay không. Nếu thương lượng được hợp đồng đó thì ít nhất cũng có thể lãi hơn 200 vạn. Lạc Tú trả lời điện thoại. Alo, tôi xin lỗi, vừa rồi tôi có chuyện rất quan trọng cần xử lý nên hơi bị chậm trễ, bây giờ tôi sẽ đến ngay. Lạc Tú nói lời xin lỗi. Nhưng bây giờ, nó đã hoàn toàn bị lỡ rồi. Cô ta là một người rất coi trọng thời gian, hơn nữa cô ta còn có một hợp đồng rất quan trọng cần bàn bạc vào sáng nay. Nếu thương lượng được hợp đồng đó thì ít nhất cũng có thể lãi hơn 200 vạn. Nhưng bây giờ, nó đã hoàn toàn bị lỡ rồi. Điều này khiến Hạ Hân Hân gần như phát điên lên vì tức giận. Hẹn 9 giờ sẽ đến, nhưng bên kia đã trễ 3 tiếng, Hạ Hân Hân còn nghi ngờ đợi lát nữa nhìn thấy người đó thì liệu cô ta có thể nhịn không được mà bóp cổ đối phương đến chết hay không. Lạc Tú trả lời điện thoại. Alo, tôi xin lỗi, vừa rồi tôi có chuyện rất quan trọng cần xử lý nên hơi bị chậm trễ. Bây giờ tôi sẽ đến ngay." Lạc Tú nói lời xin lỗi. Nhưng Hạ Hân Hân tức giận đến mức sắp nổ tung rồi. "Chuyện quan trọng ư? Một sinh viên đại học mới ra trường như anh thì có chuyện gì là quan trọng chứ? Có quan trọng hơn một hợp đồng mấy trăm vạn không? Vì chờ anh mà mấy trăm vạn đã biến mất tiêu rồi." Nghĩ đến đây, cơn tức giận của Hạ Hân Hân càng ngày càng lớn. Sau khi đợi thêm 2 giờ, Hạ Hân Hân khó có thể kìm được cơn tức giận của mình. Mãi đến lúc này, điện thoại của cô ta mới vang lên. Chúng tôi đang ở Starbucks, anh tự đến đây đi. Hạ Hân Hân tức giận nói. Nhưng anh chỉ là một thằng nhóc con của bản thân của ba thôi, dựa vào cái gì mà bắt cô ta chờ chứ? Cô ta đã quản lý công ty với ba mình từ khi còn rất trẻ, bây giờ cô ta là chủ tịch. Điều này khiến cô ta rất coi thường mấy tên thế hệ thứ hai giàu có và mấy tay con ông cháu cha, nói chi đến những người bình thường như Lạc Tú. Dù sao cô ta đã tiếp xúc với những người hễ mở miệng là nói đến những dự án hàng chục ngàn vạn và ngậm miệng là đầu tư hàng trăm triệu đô la. Người bình thường không thể hiểu được những điều như vậy. Chương 149, mỗi phút khoảng mấy trăm vạn Hải Đông thực sự là một thành phố sầm uất, ít nhất là lớn hơn Thông Châu. Mà sân bay được xây dựng vô cùng xa hoa, Lạc Tú hỏi một vài người qua đường rồi mới xách vali của mình đi. Ban đầu không có nhiều thứ Trước khi đi, Ba Lạc đã cố gắng ép đưa cho Lạc Tú hai vạn tiền mặt và vài đồ lỉnh kỉnh, vì vậy Lạc Tú phải lấy thêm một chiếc túi. Sau khi đi được vài phút, cuối cùng Lạc Tú cũng nhìn thấy Starbucks. Anh vừa mở cửa bước vào đã nhìn thấy Hạ Hân Hân ngay. Không phải anh biết Hạ Hân Hân, mà là hai người Hạ Hân Hân bắt mắt đến mức họ gần như trở thành tâm điểm của toàn bộ Starbucks. Chỉ nhìn thấy hai người phụ nữ xinh đẹp cực phẩm đang ngồi trước chiếc bàn bên cạnh cửa sổ một trong hai cô gái mặc trang phục công sở, quấn tóc và đeo kính dâm, khuôn mặt trái xoan hoàn hảo như một nữ tổng tài bá đạo. Dường như hàng cúc trước ngực sắp bung ra, chiếc quần tất đen và chiếc váy công sở ôm trọn lấy chiếc mông lại càng làm tôn lên đường cong hoàn hảo nhất. Rõ ràng cô gái này là Hạ Hân Hân. Cô gái còn lại cũng ăn mặc như một người đẹp thành thị, với áo sơ mi trắng và quần jean xanh trông thật dịu dàng đáng yêu. Đó là bản thân của Hạ Hân Hân. Cùng lúc đó, Trước khi Lạc Tú đến gần thì anh đã cảm nhận được một luồng khí quý tộc đập vào mặt, rõ ràng hai người đều là cành vàng lá ngọc. Ngay cả khi hai người họ ngồi trong góc cạnh cửa sổ cũng thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người. Mà rất nhiều người vì muốn ngắm nhìn hai người đẹp cực phẩm này mà vẫn nán lại đây chưa chịu rời đi, giờ nhìn thấy Lạc Tú bước qua đó thì đoán có lẽ người mà hai cô chờ là người này. Ngay lập tức trên mặt họ lộ ra vẻ thất vọng và khinh thường. Mặc dù bình thường Lạc Tú cũng không tệ lắm, nhưng khi đứng trước hai người đẹp này thì trông rất bình thường chính là giống như lá cây vậy đặc biệt người phục vụ ném cho lạc tú ánh mắt như thể ném bắp cải cho heo ăn và biểu cảm như ngày hôm nay của tôi thật đen như chó mực vậy anh ta đã ngắm nhìn hai người đẹp này từ sáng đến trưa không ngờ họ lại chờ một món hàng kém chất lượng đến vậy hạ hân hân nhìn lạc tú đi về phía cô ta đoán chừng người mình chờ chính là anh nhưng vừa nhìn trong mắt đã tràn đầy thất vọng hoặc có thể nói là đương nhiên sẽ thất vọng. Cô ta đã chuẩn bị trước rằng lạc tú sẽ rất bình thường, nhưng có vẻ hơi quá bình thường rồi. Nghiêm túc mà nói thì cách ăn mặc của lạc tú không quá quê mùa lạc hậu, một chiếc quần bò sẫm màu, áo sơ mi trắng trông rất sạch sẽ và thoải mái. Nhưng Hạ Hân Hân đã gặp rất nhiều người của gia đình giàu có thế hệ thứ hai, thậm chí còn gặp cả những ngôi sao tuyến hai tuyến ba nên đã vô thức so sánh lạc tú với họ. Nếu so sánh như vậy thì có cảm giác như Lạc Tú mới từ trên núi đi ra. Còn người bạn thân nhất của Hạ Hân Hân lại nhìn cô ta bằng con mắt trợn trắng đầy vẻ khinh thường, sau đó hạ giọng nói. "Cậu tiêu rồi. Anh là Lạc Tú." Hạ Hân Hân lên tiếng trước với một nỗi tuyệt vọng. "Đúng, là tôi, cô có phải là Hạ Hân Hân không?" Lạc Tú nhã nhận đưa tay ra. Hạ Hân Hân đành phải đưa tay ra bắt tay và gật đầu. "Sau này có gì rắc rối cứ đến tìm tôi." tôi sẽ giúp cô giải quyết. Lạc Tú thân thiện nói. Nhưng khi người bạn thân của Hạ Hân Hân nghe thấy vậy thì cô ta lại bí mật đảo trong mắt đầy vẻ khinh thường. Còn Hạ Hân Hân, ngoài mặt thì cô ta mỉm cười gật đầu nhưng trong lòng cũng cực kỳ khinh thường câu nói này. Cô ta nắm trong tay một công ty lớn với khối tài sản cả mấy triệu tệ, hội bạn bè đều là những cậu ấm cô chiêu giàu có, bố là Hạ Nguyên Vũ, mặc dù không còn huy hoàng như trước đây nhưng ở Hải Đông cũng vẫn còn rất có máu mặt cô ta mà lại cần lạc tú giúp đỡ giải quyết rắc rối ư chưa nói đến việc có cần thiết hay không cho dù có vấn đề gì cũng không thể giải quyết bởi một người như lạc tú câu nói này của lạc tú càng khiến hạ hân hân tin rằng người này chỉ có thể là một người bạn bình thường thậm chí anh còn không sánh bằng bạn trai của bản thân cô ta dù sao bạn trai của cô bản thân cũng là con nhà giàu thế hệ thứ hai ra thế hàng trăm triệu đô lại còn đi du học trở về nữa so với người ta lạc tú còn kém xa mà lạc tú cũng nhìn bạn thân của hạ hân hân nhưng lạc tú không bắt tay với cô ta dù sao anh chủ động bắt tay với hạ hân hân là vì nể mặt của ba cô ta mà thôi với những người khác thì chỉ cần chào hỏi sơ sơ là được rồi nhưng bản thân của hạ hân hân lại nhầm tưởng rằng lạc tú cũng muốn bắt tay mình nên nhanh chóng rụt tay lại và nói một cách ngạo mạn miễn đi tôi tên trần hoa hoa là bạn thân của hạ hân hân khách sạn hải đông chính là của nhà tôi Hân hạnh, Lạc Tú thản nhiên đáp lại, nhưng Trần Hoa Hoa lại chuẩn bị gây khó dễ. Thực ra bao gồm cả Hạ Hân Hân nữa, đừng nhìn thấy vừa rồi cô ta mỉm cười chào hỏi với Lạc Tú mà lầm, đó chỉ là do lễ phép và gia giáo mà thôi. Thật ra hai người không chỉ xem thường Lạc Tú mà còn rất tức giận. Đúng rồi, anh đẹp trai này, nghe nói anh vừa tốt nghiệp đại học phải không? Trần Hoa Hoa tìm điểm nhập đề. Thật ra Lạc Tú đã tốt nghiệp từ rất lâu rồi nhưng nếu phải nói điều này thì có vẻ không có gì sai cả. Vì vậy, Lạc Tú gật đầu. Ồ, thế anh đẹp trai không biết rằng để hai người đẹp đợi ở đây gần 5 tiếng đồng hồ là một chuyện cực kỳ vô lễ sao? Bỗng Trần Hoa Hoa cười khẩy. Thành thật xin lỗi, nhưng đúng là hôm nay tôi có chuyện quan trọng nên đã để hai cô ở đây chờ, tại đây tôi xin lỗi hai cô. Lạc Tú cũng là người cầm được buông được, mặc dù có lý do chính đáng nhưng đến muộn chính là đến muộn để hai cô gái ở đây đợi mình 5 tiếng đồng hồ thật là không đúng. Nhưng Lạc Tú nghĩ như vậy mà bên kia lại không nghĩ như vậy. Hưng, miệng lưỡi trơn chu, anh cho rằng một lời xin lỗi của anh có thể bù đắp cho tổn thất của chúng tôi sao? Tôi không khoe khoang gì nhưng một phút của chúng tôi đáng giá mấy trăm vạn đấy. Trần Hoa Hoa chống cằm, tỏ vẻ không hài lòng. Nghe đây, tôi tính sơ sơ cho anh thôi đấy, tôi định không nói nhưng hôm nay Hân Hân có một hợp đồng rất quan trọng cần phải bàn bạc đó gần như là một chuyện đã được quyết định rồi. Hợp đồng của Hân Hân mà bàn xong thì có thể kiếm được lợi nhuận hơn 200 vạn. Nói cách khác, cứ chờ anh một giờ thì chúng tôi lại mất đi 40 vạn. Bây giờ anh có thể nói cho tôi biết, anh bận chuyện gì vậy? Anh lại nói cho tôi biết một giờ của anh đáng giá bao nhiêu tiền thế. Trần Hoa Hoa cứ thế mà mỉa mai. Mà Hạ Hân Hân ngồi bên cạnh cũng không ngăn Trần Hoa Hoa, rõ ràng là ngầm đồng ý với những lời này. Lạc Tú suy nghĩ một lát, lúc anh rời khỏi Thông Châu đã có hơn 200 triệu tệ trong tài khoản của mình, bắt đầu từ 9 giờ sáng đến 2 giờ, như vậy có lẽ 1 giờ của anh khoảng 5 triệu. Nói cách khác, 1 giờ có 60 phút, 1 phút của anh gần 800 vạn. Chương 150, kẻ lừa đảo. Ở cửa Starbucks, một người phụ nữ với mái tóc dài hơi xoăn đưa tay ra chặn đường của ba người họ. Nói chính xác là Ngân Hạ Hân Hân và Trần Hoa Hoa lại đây là người đẹp không hề kém cạnh Hạ Hân Hân và Trần Hoa Hoa về nhan sắc, khí chất và cả cách ăn mặc. Ngay lập tức, tất cả đàn ông và thậm chí cả phụ nữ trong toàn bộ cửa hàng Starbucks đều nhìn Lạc Tú bằng ánh mắt đầy ghen tị. Đúng là một ngày đen như chó mực, hai người đẹp còn chưa đủ hay sao mà con mẹ nó lại còn tới thêm một người nữa thế. Tại sao tên nhóc này lại có nhiều người đẹp vây quanh đến vậy? Chẳng lẽ lại là một cậu ấm con nhà giàu có ư? Người phụ nữ nhuộm tóc màu xám khói, nhưng nó không phù hợp với khí chất của cô ta, bởi vì người phụ nữ thuộc loại chỉ cả chín chắn. Trông rất đoan trang, trưởng thành và chững chạc. Tuy rằng những việc bây giờ cô ta đang làm không hề chững chạc nhưng ngay cả động tác chặn người cũng vô cùng tao nhã. Cô ta khoảng 27-28 tuổi, ngay cả Hạ Hân Hân cũng phải chịu lép vế trước bộ ngực đáng tự hào của cô ta. Cô ta mặc một chiếc quần jean rách, nhưng khó có thể che đi đôi chân dài thon thả, đeo khuyên tai và mặc một chiếc áo khoác jean, có điều trang điểm lại hơi lòe loẹt. Nhưng càng tăng thêm vẻ trưởng thành và quyến rũ. Có chuyện gì hà, Dù sao Hạ Hân Hân cũng là kiểu người tổng tài bá đạo, cho dù bị ngăn lại nhưng cô ta vẫn rất có khí chất. Hai cô em gái, có thể cho tôi mượn một ít tiền được không? Quay về tôi sẽ trả ngay. Giang Đồng Nhiên cười duyên dáng, có vẻ bất đắc dĩ. Muốn bao nhiêu? Trần Hoa Hoa nói. Một vạn, Giang Đồng Nhiên lo lắng nói. Hình như đã mượn mấy người nhưng đều thất bại, cho nên sau khi nói xong câu này có vẻ thấp thỏm không yên. "Xin lỗi, tôi không có nhiều tiền mặt như vậy." Hạ Hân Hân mỉm cười từ chối. Đúng là họ không có nhiều tiền mặt, dù sao thì cả hai đều là gia đình giàu có, khi đi ra ngoài họ rất ít khi mang theo tiền mặt, nếu vượt quá mấy ngàn thì họ sẽ quẹt thẻ. Hơn nữa hai người cũng không muốn cho người lạ mượn tiền, bởi vì hiện tại kẻ lừa đảo rất thông minh. Họ không đến nhà ga lừa lọc nữa mà cứ quanh quẩn ở sân bay. Hạ Hân Hân và Trần Hoa Hoa cho rằng có thể đối phương chính là kẻ lừa đảo. Giang Đồng Nhiên nghe vậy thì hơi thất vọng, cô ta nhìn thấy cách ăn mặc và khí chất của Hạ Hân Hân và Trần Hoa Hoa như là người nhà giàu nên mới định vay tiền. Nhưng không ngờ đối phương lại không muốn cho cô ta mượn. Thật ra cô ta vay tiền là có việc cần dùng gấp, mà thẻ ngân hàng của cô ta lại bỏ quên ở nhà nên hiện giờ cô ta lại không có tiền trong tay. Vậy làm phiền rồi, Giang Đồng Nhiên cười đầy gượng gạo, sau đó thất vọng cúi đầu, xoay người định rời đi. Thật ra rất nhiều người ở Starbucks đã từng nghe câu này, mặc dù nhiều người đàn ông cho rằng Giang Đồng Nhiên rất đẹp, nhưng khi nghe đến việc vay tiền thì không một ai mở miệng cả. Hiện tại xã hội này có rất nhiều kẻ lừa đảo, hơn nữa đây còn là sân bay, không có gì bảo đảm rằng đối phương sẽ không lấy tiền rồi lên máy bay chạy mất, làm người tốt thật khó. Mà Giang Đồng Nhiên cũng biết điều này cho nên cô ta cũng không dây dưa quá nhiều chỉ cảm thấy hơi thất vọng thật sự cô ta đang rất cần một vạn nếu không bên kia sẽ rời đi như thế sẽ quá muộn chờ đã đột nhiên một giọng nói vang lên khiến giang đồng nhiên dừng lại giang đồng nhiên nghi ngờ quay lại mà hạ hân hân và trần hoa hoa nghe thấy cũng lập tức thay đổi sắc mặt bởi vì người mở miệng không phải ai khác mà chính là lạc tú ngay lập tức rất nhiều người trong Starbucks cũng đổ dồn ánh mắt tò mò về phía Lạc Tú. Cô muốn mượn một vạn phải không? Lạc Tú hỏi. Giang Đồng Nhiên gật đầu, thật ra ban đầu cô ta không có ý định mượn tiền Lạc Tú, bởi vì nhìn anh chẳng giàu có gì. Tôi muốn tiền mặt, Giang Đồng Nhiên lại cười. Chúng tôi không có tiền mặt. Hạ Hân Hân vội vàng nháy mắt với Lạc Tú, ra hiệu Lạc Tú đừng nói nữa. Nhưng Lạc Tú không để ý đến ánh mắt của Hạ Hân Hân, anh mở túi lấy ra một vạn mà ba lạc đã gói trong giấy báo đưa cho Giang Đồng Nhiên. Nếu không đủ thì tôi còn có một vạn ở đây nữa. Lạc Tú lại lấy ra một gói khác. Còn Hạ Hân Hân và Trần Hoa Hoa lại có đủ mọi cảm giác lẫn lộn và sắp nổ tung vì tức giận. Có ba lý do, thứ nhất là thời đại nào rồi mà ra ngoài chơi vẫn mang nhiều tiền mặt như vậy, mang thì cứ mang đi, lại còn lấy giấy báo gói lại như thế, bộ không thấy mất mặt à. Bây giờ người giàu đều dùng thẻ ngân hàng mà thứ hai là tại sao lạc tú lại cho đối phương mượn tiền chứ chẳng lẽ là vì bên kia xinh đẹp sao nếu vậy thì lạc tú đúng là một con quỷ háo sắc rồi thứ ba là họ cảm thấy lạc tú ngu quá quá ngu luôn bây giờ ai cũng cho rằng người phụ nữ này là kẻ lừa đảo còn anh thì ngược lại người ta không định lừa anh mà anh lại tự dâng đến tận cửa sau đó còn hỏi người ta còn cần thêm nữa không chắc chắn người ta sẽ nói là còn cần rồi quả nhiên vậy thì tốt, hai vạn cũng được. Giang đồng nhiên mỉm cười. Vậy thì cầm đi, có việc gấp thì cứ dùng. Lúc này Lạc Tú rất hào phóng, bởi vì anh có thể thấy được trong mắt người kia quả thực có vẻ lo lắng. Hạ hân hân tức giận đến trợn tròn mắt, trong khi Trần Hoa Hoa lại ngây ngốc nhìn Lạc Tú. Nhất là khi người phụ nữ muốn mượn thêm một vạn thì họ chắc chắn Giang Đồng Nhiên là kẻ lừa đảo. Mà rất nhiều người trong Starbucks cũng đang nhìn Lạc Tú bằng ánh mắt hả hê, người này đúng là kẻ ngốc đúng là tên ngốc vừa chui ra khỏi núi mà. Hạ Hân Hân mở miệng định lấy lại tiền, nhưng Giang Đồng Nhiên đã nói: Anh đúng là một người tốt. Ừ, đúng là người tốt. Hạ Hân Hân tức giận dậm chân, là người tốt, người ngu ngốc. Cứ nhìn mà xem, chắc chắn lát nữa đối phương sẽ chủ động bảo anh lưu lại số điện thoại, nhưng người bên kia sẽ không để lại số điện thoại cho anh, thủ đoạn vụng về như vậy làm sao có thể lừa được người ta chứ? Tôi lưu số điện thoại của anh được không? tôi sẽ trả lại tiền cho anh. Giang Đồng Nhiên nói. Lạc Tú hơi do dự, sau đó cho Giang Đồng Nhiên số điện thoại. Giang Đồng Nhiên vẫy tay, cầm tiền rời đi. Hạ Hân Hân hoàn toàn không nói nên lời, cô ta đã gặp phải loại cực phẩm gì vậy nè. Thủ đoạn vụng về như vậy mà cũng có người mắc mưu ư. Không phải mánh khóe của người ta quá cao minh mà là Lạc Tú quá ngu ngốc. Xem ra anh không có nói dối, đúng là anh mới chân ướt chân giáo bước vào đời. Trần Hoa Hoa ở bên cạnh nói một cách kỳ lạ. Audio điện tử võ tấn bền. chương 151, Nữ Hoàng Kinh Doanh. Ngồi trên xe, vẻ mặt hạ hân hân dầu dĩ, đó chính là chồng chưa cưới của cô ta sao? Loại người này thì đừng nói đến chồng chưa cưới, ngay cả bạn bè cũng không làm được nữa. Mà Trần Hoa Hoa cũng khinh thường Lạc Tú, vừa nãy ở sân bay Lạc Tú thật sự làm cô ta rất mất mặt. Như vậy mà cũng bị lừa được, khiến cho Trần Hoa Hoa rất xấu hổ, chỉ muốn vở như không quen biết Lạc Tú. Còn Lạc Tú đang ngồi chỗ cạnh ghế lái, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trần Hoa Hoa khẽ thở dài một tiếng, bây giờ đang đi qua một tòa nhà rất đồ sộ, đi trên cầu vượt có thể nhìn thấy tòa nhà này. Đó là tòa nhà cao nhất ở Hải Đông, nhìn thấy ánh mắt của Lạc Tú, Hạ Hân Hân tạm bỏ sự khinh thường Lạc Tú sang một bên, giải thích cho anh. Đẹp lắm, Lạc Tú gật gật đầu, dù sao trong mắt anh cái gọi là tòa nhà cao nhất cũng không có gì đặc biệt. Tiếp trước, Lạc Tú cũng có một tòa thiên cung vân đỉnh như vậy ở dưới tu tiên. Thiên cung vân đỉnh trôi lơ lửng trên các tầng mây, bao la như những vì sao, nguy nga và vô cùng tráng lệ. Tòa nhà như vậy trong mắt Lạc Tú cũng chẳng là gì thì nói gì đến một tòa nhà tầm thường như vậy chứ. Nghe thấy Lạc Tú hờ hững nói, Hạ Hân Hân lại trợn tròn mắt tức giận. Đẹp lắm á, Sao lại đánh giá thấp như thế, anh thử tìm cho tôi một tòa nhà cao hơn đi." Trần Hoa Hoa ngồi bên cạnh âm thầm lắc đầu. "Hai, bao giờ tôi mới có thể làm ăn lớn như vậy nhỉ?" Hạ Hân Hân nhẹ giọng than thở, không để ý đến Lạc Tú nữa. Mà Lạc Tú nhớ đến lời ba dặn dò nên mở miệng nói. "Tôi có thể giúp cô làm việc đó." Lời Lạc Tú nói là sự thật. Thế nhưng đến tai Trần Hoa Hoa và Hạ Hân Hân lại có vẻ khác. "Giúp tôi làm ăn á?" hạ hân hân khinh bỉ nói anh có biết anh đang nói gì không thế trần hoa hoa mỉa mai hỏi tôi nói là tôi có thể giúp cô biến chuyện đó thành sự thật lạc tú nói lại lần nữa hạ hân hân thật sự bó tay rồi phải biết rằng đó chính là công ty chi nhánh của người được gọi là nữ hoàng kinh doanh trong nước đấy đó chính là tấm gương và là niềm tự hào của tất cả các phụ nữ cả nước có thể xây dựng được một doanh nghiệp lớn như vậy lại còn là phụ nữ thì giống như là thần thoại nữ hoàng kinh doanh đó chính là thần tượng trong lòng hạ hân hân đấy thấy lạc tú không biết gì mà vẫn nói hạ hân hân càng cảm thấy coi thường lạc tú vốn dĩ còn tưởng rằng lạc tú chỉ ngốc nghếch thôi không ngờ lại còn ngạo mạn như thế trên mặt hạ hân hân lại cười nhẹ nói cảm ơn anh lạc tú cũng thấy sự khinh thường của hạ hân hân nhưng anh cũng không quan tâm lắm dù sao thì phong thái của anh cũng còn đây chẳng mấy chốc xe đã đến bệnh viện tư nhân nằm giữa trung tâm thành phố. Đến chỗ này, trong lòng Lạc Tú đã lờ mờ đoán ra. Đi đến khu nằm viện, mở một phòng bệnh ra, bên trong có hai người đang đứng và một người nằm. Khắp cơ thể người đang nằm cắm đầy kim châm, dựa vào khí thức thì tuy không đến nỗi hấp hối nhưng cũng chẳng khá hơn tí nào. Một bác sĩ mặc áo khoác trắng đứng bên cạnh, nhìn thẻ tên trước ngực thì có vẻ như đây chính là phó viện trưởng nhưng bây giờ phó viện trưởng lại tỏ ra rất tôn kính lão già ăn mặc chẳng giống bác sĩ chỗ nào mà lão già đó còn đang cầm một cây kim xin lỗi phó viện trưởng trần làm phiền sư phụ lý rồi ạ à. hạ hân hân mở cửa ra thấy cảnh đó liền định đóng lại nhưng sư phụ lý xua xua tay nói không sao đâu xong rồi vào đi sau khi nghe sư phụ lý nói vậy hạ hân hân mới thở phào nhẹ nhõm rồi dẫn mấy người lạc tú vào mà người đang nằm là một người đàn ông trung niên tất nhiên là hạ nguyên vũ nhưng lúc này sắc mặt ông ta vàng như nến da thịt trên mặt chúng sâu xuống vừa nhìn đã thấy là mắc bệnh nặng đây chính là lý do vì sao hôm nay dù có tức giận đến mấy hạ hân hân vẫn muốn đưa lạc tú theo bởi vì ba cô ta bị bệnh mọi người đều biết có thể không còn nhiều thời gian nữa cũng không thể chịu kích động được vì vậy hạ hân hân không muốn làm ba tức giận nhưng ngược lại hạ hân hân rất kính trọng vị sư phụ lý kia sư phụ lý vất vả rồi hạ hân hân nói lời cảm ơn thái độ rất nhiệt tình tiểu tú đấy à giọng của hạ nguyên vũ đang nằm trên giường hơi khàn vẫy vẫy tay gọi lạc tú chào chú hạ lạc tú mở miệng nói thằng bé cũng lớn vậy rồi quả nhiên là cũng tuấn tú lịch sự như ba vậy hạ nguyên vũ tươi cười nhìn lạc tú mà trong lòng hạ hân hân lại lột bộp một phát trợn tròn mắt nhìn tuấn tú lịch sử chỗ nào vậy, ba cô ta không bị viễn thị chứ. Bao nhiêu năm rồi, ba cháu bao bọc cháu kỹ như thế, đây là lần đầu tiên chú được gặp cháu đấy. Hạ Nguyên Vũ cười cười nói. Mà Lạc Tú lại cao mày nhìn Hạ Nguyên Vũ, sau khi vào đây Lạc Tú mới phát hiện ông Hạ Nguyên Vũ này có gì đó không đúng lắm. Nếu là người khác thì chắc chắn sẽ không nhìn ra cái gì, nhưng lại bị Lạc Tú bắt gặp. Đây không phải là bị bệnh, đây là bị người ta hạ cổ độc mới đúng. Hơn nữa mấy cây kim này lại càng sai, không phải là để chữa cho Hạ Nguyên Vũ mà là để nuôi dưỡng sâu độc trong cơ thể ông ta. Khóe mắt Lạc Tú không kìm được liếc nhìn vị sư phụ Lý đứng một bên kia, trong lòng chợt hiểu. Thật ra Lạc Tú đoán không sai, vị sư phụ Lý kia được mời đến để giết người. Hơn nữa loại cổ độc này rất thần bí. Sư phụ Lý này lại đúng là được truyền thừa lại cổ thuật chính thống, không nói đến người bình thường ngay cả công nghệ cao hiện đại bây giờ cũng chưa chắc đã phát hiện ra được loại cổ độc này. Chú hạ, ba cháu nhờ cháu mang cho chú mấy túi trà. Lạc tú không nói thẳng ra mà chuyển chủ đề, tiện tay lôi từ trong túi ra mấy túi trà. Thứ tốt đấy, chú thích lắm. Hạ Nguyên Vũ rất thích thứ này, nhớ lúc còn trẻ ông ta và ba lạc cùng ngồi trong phòng làm việc, một đĩa đậu phộng và hai chén trà xanh là có thể chuyện trò đến tận trưa. Nếu chú thích thì để cháu pha cho chú uống, Lạc Tú muốn không phải chỉ đơn giản là pha trà cho Hạ Nguyên Vũ uống, mà là muốn ép cổ trong cơ thể Hạ Nguyên Vũ ra ngoài. Lạc Tú nói xong liền mở lá trà, với tay lấy chén trà. Chương 152, cổ thuật. Sư phụ Lý là do Hạ Hân Hân tốn rất nhiều công sức mới mời về được. Ông ta được giới thiệu bởi một ông chủ giàu có ở Hải Đông, một lần khám bệnh phải trả 100 vạn, nghe nói là một đại sư rất nổi tiếng nếu không phải nhờ có ông chủ nhà giàu có kia thì căn bản không thể mời được người như vậy chính vì được nhà giàu có và quyền lực giới thiệu nên hạ hân hân rất tôn trọng sư phụ lý dường như một câu nói của sư phụ lý cũng đều rất chắc chắn và ông chủ giàu có giới thiệu sư phụ lý khi nhìn thấy ông ta cũng vô cùng tôn kính vào lúc này khi hạ hân hân nhìn thấy lạc tú chọc giận sư phụ lý thì tự nhiên cô ta sẽ quát mắng lạc tú dù sao thì trong mắt hạ hân hân một người là đại sư đức cao vọng trọng có thể cứu mạng ba của mình còn lạc tú lại là một tên ngốc nghếch đến từ vùng núi nếu chọc giận sư phụ lý chẳng khác nào tính mạng của ba cô ta sẽ không xong ư nghĩ đến đây hạ hân hân không khỏi càng thêm tức giận nhưng lạc tú lại chẳng ngó ngàng gì đến cô ta uống một tách trà thôi mà không đến mức nghiêm trọng như thế chứ lạc tú bình tĩnh hỏi không để ý đến sự tức giận của những người này không đến mức nghiêm trọng như vậy cậu là bác sĩ hay tôi là bác sĩ đi ra ngoài hạ hân hân hét lên với lạc tú cảnh tượng bỗng trở nên căng thẳng lạc tú không quan tâm đến hạ hân hân dù sao thì trong mắt lạc tú hạ hân hân chỉ là một con nhóc ngực to não phẳng mà thôi ngược lại hạ nguyên vũ vẫn im lặng và nhìn lạc tú với vẻ thích thú dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của mình ông ta cảm thấy đứa con của người bạn cũ rất khác thường một ly trà sẽ không sao cả. lạc tú vẫn cố chấp. ông ấy vừa mới được châm cứu xong, độc trong cơ thể vừa mới được hút ra, thế mà hiện tại cậu đã cho ông ấy uống trà, không phải hại ông ấy thì là gì? ngay cả mấy tiệm massage trên phố cũng biết châm cứu, rác hơi thì không được tắm rửa, đây là lẽ thường mà cậu lại chẳng hiểu, còn ở đó gây sự. sư phụ lý nói năng đầy hùng hồn. đây quả thực là lẽ thường, nhưng ông sợ rằng khi uống trà này xong sẽ có tác dụng khác chăng? lạc tú cười tủm tỉm cái gì mà tác dụng khác chứ cậu bớt ở đây nói nhảm đi phó viện trưởng ở bên cạnh cũng quát lớn ông ta cũng vô cùng tôn sùng sư phụ lý nhưng lạc tú lại phớt lờ đám người sư phụ lý thay vào đó anh quay lại và nhìn hạ nguyên vũ chú hạ hãy tin cháu ông ta không những không chữa khỏi bệnh cho chú mà còn hại chết chú nữa ngay khi những lời đó vừa thốt ra chúng vỡ hòa như một giọt nước bắn vào chảo dầu đang nóng nít danh miệng còn hôi sữa nói năng bậy bạ gì đó sư phụ lý tức giận gào lên lạc tú anh đang nói nhảm nhí gì vậy hạ hân hân thất vọng với người chồng chưa cưới này đến mức cô ta ước rằng lạc tú sẽ biến mất ngay trước mắt cô ta nhóc con những lời này của cậu quá đáng rồi đấy trình độ y học của sư phụ lý đến ngay cả tôi cũng đều khâm phục không thôi phó viện trưởng cũng lạnh lùng nói nếu anh còn nói bậy bạ thêm nữa thì tôi sẽ lập tức báo cảnh sát đến bắt anh ngay Trần Hoa Hoa ở bên cạnh lại thêm mắm thêm muối, tại sao bản thân của mình lại có một người chồng chưa cưới cực phẩm như thế chứ? Không chỉ ngang ngạnh ngu xuẩn mà còn quá mất mặt. Còn sư phụ Lý thì cười khẩy, mặc dù ông ta cảm thấy hành vi của Lạc Tú hơi kỳ lạ, nhưng cũng chẳng lo lắng, bởi vì ông ta kế thừa dòng cổ thuật chính thống, và dòng này đã sắp biến mất. Đừng nói là người bình thường, cho dù các thế gia cổ thuật có đến đây cũng không thể phát hiện ra vấn đề trên người hạ nguyên vũ người trẻ tuổi có thể uống thuốc bừa bãi nhưng không được ăn nói lung tung lão già tôi đã theo y được mấy chục năm thậm chí còn đoạt giải nhưng trước mặt sư phụ lý mà tôi còn không dám nghi ngờ ông ấy thế cậu dựa vào cái gì mà dám nói như thế cậu hiểu được y học không cậu hiểu rõ châm cứu sao 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 không chỉ e là ngay cả thần nông thường bách thảo mà cậu cũng không nắm rõ được nữa là còn dám nghi ngờ sư phụ lý ư phó viện trưởng lạnh lùng quát lớn xin lỗi sư phụ lý xin lỗi sư phụ lý xin ông đừng tức giận hạ hân hân ở bên cạnh không ngừng đau khổ xin lỗi đồng thời cô ta cực kỳ bất mãn với lạc tú nói với mấy người thì mấy người cũng không hiểu đâu lạc tú thở dài chẳng lẽ còn cần giải thích cho bọn họ hiểu sao lạc tú cũng lười giải thích anh tự cầm lấy nước sôi rót vào trong chén sau đó thả mấy lá trà vào nhìn thấy lạc tú vẫn đang làm theo cách của anh lập tức sư phụ lý tức giận cậu ta không đi tôi đi đừng đừng sư phụ lý hạ hân hân nắm lấy tay ông ta lạc tú anh có biết anh đang làm gì không sư phụ lý là người mà tôi đã tốn rất nhiều tiền mới mời về được anh chẳng biết gì cả mà lại dám nghi ngờ học giả tiếng tăm về y học ư hạ hân hân lại mắng hả có phải lại có một vị có thân phận hiền hách hoặc đức cao vọng trọng nào đó giới thiệu sư phụ lý cho cô không Lạc Tú hỏi lại đầy mỉa mai. Sao anh biết, hạ hân hân nhướng mày. Thủ đoạn vụng về như vậy còn để bị lừa, vậy mà cô còn nghi ngờ tôi đã bị lừa ở sân bay ư. Lạc Tú cười khẩy, sau đó đưa tách trà lên miệng hạ nguyên vũ. Chú tin cháu không, Lạc Tú nhìn chằm chằm vào hạ nguyên vũ. Nếu hạ nguyên vũ nói không tin. Sau đó Lạc Tú sẽ xoay người rời đi ngay lập tức, anh đến đây để báo đáp ân tình, nhưng cũng có giới hạn. Giống như có người bị rơi xuống vực, anh đưa tay ra để kéo họ nhưng họ không đưa tay ra để đáp lại thì Lạc Tú sẽ không bao giờ can dự vào công việc của người đó nữa. Mặc dù trong lòng Hạ Nguyên Vũ hơi nghi ngờ và do dự, nhưng ông ta vẫn nhớ những ngày ở bên cạnh Ba Lạc và thái độ làm người của ông. Hạ Nguyên Vũ mở miệng uống hết chén trà. Hừm, đây là mấy người tự đâm đầu vào chỗ chết, sau này đừng hòng đến tìm tôi. Sư phụ Lý đã định xông ra ngoài, nhưng sao Hạ Hân Hân lại để sư phụ Lý đi thật chứ? Cô ta vẫn ngăn cản sư phụ lý, nhưng sư phụ lý chỉ là giả bộ giận hơn mà thôi. Kết quả ông ta muốn nhất chính là để Hạ Nguyên vu uống hết chén trà này. Đúng là uống chén trà này sẽ ảnh hưởng đến tác dụng bồi bổ cổ trùng trong nửa buổi sáng của ông ta, nhưng nó sẽ không gây ra bất kỳ tác hại lớn nào đối với cổ trùng. Vì vậy ông ta có lý do để tính phí mạnh tay hơn. Về phần thanh niên trước mặt, sư phụ lý chẳng hề coi ra gì. Dù sao ông ta cũng cảm thấy lạc tú chỉ là một thanh niên bình thường. Làm sao có thể nhìn ra vấn đề chứ? Chương 153, thủ đoạn lừa người vụng về. Sư phụ lý mà cô tìm không phải là một bậc thầy y học gì mà chỉ là một đại sư cổ thuật. Lạc Tú khinh thường liếc nhìn Hạ Hân Hân, sau đó lắc đầu. Nhóc con miệng còn hôi sữa, cậu không chỉ phá hỏng phương pháp trị liệu bấy lâu nay của tôi mà còn ngậm máu phun người, rốt cuộc cậu có động cơ gì? Sư phụ lý cũng sững sờ khi nghe thấy hai chữ cổ trùng kia thanh niên này có thể thấy được cổ thuật của ông ta ư? Sao có thể như thế được? Có lẽ nào đây cũng là một đại sư cổ thuật. Cuộc cãi vã ở đây đã diễn ra trong một thời gian dài nên đương nhiên cũng thu hút sự chú ý của một số bác sĩ và y tá. Cậu thanh niên, cậu đang nói bậy bạ gì vậy? Sư phụ lý ở bệnh viện chúng tôi là người đức cao vọng trọng, được chúng tôi cực kỳ tôn kính. Y tá và bác sĩ ở ngoài cửa cũng không hài lòng với lạc tú, họ cho rằng lạc tú đã quá đáng dám vu khống sư phụ lý hơn nữa điều này cũng không đúng sao trên thế giới này lại có cổ thuật chứ nếu trong cơ thể hạ nguyên vũ có côn trùng gì đó với trình độ y học hiện tại thì đã bị phát hiện từ lâu rồi làm sao lại không thể scan được chứ cậu nhóc à đừng nói năng lung tung tôi không tin cậu đâu một y tá mở miệng nói ông nội của cô ta bị bệnh đều do sư phụ lý đã chữa khỏi mà sư phụ lý còn cười khẩy sau đó lén lút thi triển cổ thuật chuẩn bị khiến lạc tú mất mặt rắc rối càng lớn ông ta sẽ càng làm được giá cao há miệng ngoạm càng to có điều khi ông ta thi triển cổ thuật lại đột nhiên bị khựng lại không hề có động tính sao lại như thế được ông ta chính là cổ thuật truyền thừa chính thống mà không có phản ứng đúng không lạc tú nhìn sư phụ lý mỉm cười chén trà vừa rồi anh đưa cho Hạ Nguyên Vũ uống đã bị anh động tay động chân, cổ trùng phân bố trong cơ thể Hạ Nguyên Vũ giờ đang tụ lại trong dạ dày của ông ta. Thật ra loại cổ trùng này vô cùng đáng sợ, do người sống nuôi dưỡng, cuối cùng mấy con cổ trùng chém giết lẫn nhau, chỉ còn lại một con. Sau khi cơ thể người sống được dọn dẹp sạch sẽ, con cổ trùng sẽ xuất hiện và được cổ thuật sư thu hồi, hơn nữa sẽ biến thành một con mẫu cổ. Điều quan trọng nhất là con cổ trùng này có thể biến thành chất lỏng, trong trường hợp bình thường, nó thực sự rất khó bị phát hiện. Nhưng đối với Lạc Tú, điều này đơn giản chỉ là trò trẻ con, chỉ cần một chén trà là có thể giải quyết được ngay. Trong tu chân giới, ngay cả lời nguyền thực sự mà anh cũng đã gặp, bởi vậy cổ thuật ở trước mặt anh có là gì? Mà Lạc Tú cũng không tranh luận với đám người ngu ngốc này, lãng phí sức lực. Lạc Tú chỉ ngón tay ra gõ vào người Hạ Nguyên Vũ một cái, sau đó Hạ Nguyên Vũ đột nhiên phun ra một ngụm máu đen nhìn thấy Hạ Nguyên Vũ nôn ra máu, mọi người vô cùng sợ hãi. Mau đi chuẩn bị bình dưỡng khí, phó viện trưởng hét lên, lập tức có người chạy ra ngoài. Hạ Hân Hân và những người khác cũng sợ hãi, nhưng không có gì trong vũng máu đó. Hãy xem chuyện tốt mà cậu làm đi, bây giờ còn gì để nói hay không? Sư phụ lý lấy hai tay ôm mặt tỏ vẻ vô cùng đau khổ. Lạc Tú, anh đã hại ba tôi nôn ra máu rồi. Hạ Hân Hân cũng chỉ trích, không phải cổ thuật sao? Vậy trùng đâu? Bây giờ cậu còn gì để nói nữa không?" Phó viện trưởng cũng lạnh lùng nói. "Xin lỗi sư phụ Lý, cầu xin ông hãy cứu ba tôi." "Hừ, đã bị cậu ta phá hỏng hết, vốn dĩ đã sắp chữa khỏi rồi." Căn bệnh vốn đã sắp chữa khỏi sẽ trở nên trầm trọng, thậm chí có thể nói là sắp nguy kịch, nếu muốn kéo dài cũng được nhưng hơi rắc rối, cần phải có vật liệu đặc thù. Những vật liệu đặc thù đó tốn rất nhiều tiền vì vậy lúc này phải tốn nhiều tiền hơn, phải không? Lạc Tú cắt ngang lời của sư phụ Lý, thay ông ta nói toạc ra. Mấy mánh khóe nho nhỏ đó chỉ là trò trẻ con trước mặt Lạc Tú. Sốt của cậu đang nói bậy bạ gì đó. Ngoài mặt sư phụ Lý giả bộ tức giận, nhưng trong nội tâm đã thấy lo lắng, người thanh niên này là ai? Ông ta định nói gì, làm sao bên kia lại biết được? Hạ Hân Hân ơi Hạ Hân Hân, dù gì cô cũng là chủ tịch của một công ty, Thủ đoạn vụng về như vậy mà cũng lừa được cô ư?" Lạc Tú cười cười. Anh bất ngậm máu phun người đi, sư phụ Lý, anh ta. Mọi người mau nhìn vũng máu kia, đột nhiên có người mắt tinh kêu lên. Chỉ thấy trong vũng máu kia như thể có thứ gì đó trong đó đang ngọ nguậy liên tục, cả đám người không khỏi sợ hãi lùi lại. "Ý, sư phụ Lý đâu?" Vừa nãy còn ở đây mà. Lại xảy ra chuyện kinh khủng hơn nữa, sư phụ Lý đã biến mất, vừa mới biến mất ngay tức thì cửa chật kín người, sư phụ Lý muốn đi ra cũng không được, căn phòng lớn như vậy, chỗ nào cũng đầy người cả. Ngoài cửa sổ, Lạc Tú liếc mắt, một đám người đột nhiên chen ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy một người đang bay như tên bắn ở con đường bên cạnh tầng dưới. Quần áo của người đàn ông giống hệt như của sư phụ Lý nhưng ông ta lại trẻ hơn rất nhiều. Cũng thông minh đấy, Lạc Tú lẩm bẩm Đối phương đã bỏ chạy trước mà không hề ngu ngốc nán lại, cho thấy ông ta là một người rất có kinh nghiệm lạc tú không ép đối phương dù sao cũng sẽ tốn công sức thứ hai có lẽ rất nhiều người ở bệnh viện này đã bị đối phương hạ cổ thuật rồi nếu đối phương kích hoạt tất cả chúng thì sẽ giết chết rất nhiều người có vẻ như vẫn còn một số người trên trái đất đáng để lạc tú chú ý hoặc xem xét một cách nghiêm túc sau khi vũng máu đó lúc nhúc một lát thì trước mắt mọi người xuất hiện một con trùng giống như con đỉa nhưng con trùng này trong suốt hơn nữa sau khi nhúc nhích một lúc đã chết rồi Hạ hân hân tái nhợt nhìn con trùng, cả căn phòng chìm vào trong sự xấu hổ. Sư phụ Lý đã chạy trốn, vũng máu hạ nguyên vũ nhổ ra cũng có trùng, chuyện này không cần nói cũng rõ, là lạc tú đúng. Hân hân, xin lỗi lạc tú đi, hạ nguyên vũ nói một cách nghiêm khắc. Xin, xin lỗi, hạ hân hân cúi đầu xin lỗi. Thật ra nếu cẩn thận suy nghĩ lại thì đó chính là một âm mưu vụng về. Có thể có một số kẻ lừa đảo dưới đáy xã hội, nhưng tầng lớp trên cũng đầy dẫy những trò lừa đảo cao cấp hơn. Ví dụ, một người có địa vị cao giới thiệu bạn với một người và sau đó thổi phồng anh ta lên. Không, giới thượng lưu gọi nó là đóng gói. Đóng gói người đó lại một cách thần bí rồi sau đó đi lừa gạt. chương 154, anh xứng sao? Lạc Tú không để ý đến câu này, dù sao trong mắt Lạc Tú, Hạ Hân Hân chỉ là một đứa trẻ. Chú Hạ, chú có thể về nhà rồi. Lạc Tú nhắc nhở ông ấy khỏe rồi ư, mọi người đều ngạc nhiên. Còn Hạ Nguyên Vũ thật sự cảm thấy sau khi phun ra ngụm máu đó thì toàn thân thoải mái không sao tả xiết, xuống giường đi được hai bước, đột nhiên cảm thấy cực kỳ vui vẻ, toàn thân thoải mái rất nhiều. Nhưng Hạ Hân Hân vẫn lo lắng, cứ khăng khăng bắt Hạ Nguyên Vũ phải đi làm một cuộc kiểm tra tổng quát lớn. Cuối cùng, sau khi đã chứng minh được rằng Hạ Nguyên Vũ vẫn ổn mới trở về nhà. Thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm tiểu tú, từ giờ nơi đây sẽ là nhà của cậu, đừng khách sáo, đừng gò bó. Hạ Nguyên Vũ càng nhìn Lạc Tú càng vui vẻ, vẫn luôn có cảm giác của một ông bố vợ đang nhìn con rể của mình. Dù sao, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của mình, ông ta luôn cảm thấy Lạc Tú không đơn giản như bề ngoài. Tuy nhiên, Hạ Hân Hân lại không đồng ý, mặc dù Lạc Tú đã thể hiện được một mặt bất phàm của anh khi ở trong bệnh viện nhưng xã hội này không nhìn vào những mánh khóe nhỏ này, mà nhìn vào tiền lương 5.000 nhân dân tệ một tháng, không ăn không uống thì một năm mới được 6 vạn, 10 năm mới được 60 vạn. Mà 100 năm mới 600 vạn. Nhưng một chiếc xe của một gia đình giàu có e rằng đã vượt quá con số này. Nói cách khác, những thứ mà người bình thường có thể cả đời không mua nổi thì đó chỉ là một suy nghĩ thoáng qua trong đầu những người giàu có mà thôi. Cùng là cuộc sống, giống nhau là ăn uống, nhưng cuộc sống của người giàu và người bình thường lại khác nhau. Chắc chắn mỗi ngày trôi qua là khác nhau. Người bình thường chỉ nói về cơm áo gạo tiền, lương tháng này có được trả không. Còn nhà giàu sẽ nói về đi đâu chơi, đi đâu hưởng thụ, còn có lý tưởng và khát vọng nữa. Hạ Hân Hân, với tư cách là chủ tịch của một công ty lớn, càng hiểu rõ hơn về điều này. Hơn nữa bản thân cô ta là một người mạnh mẽ, nên từ trong đáy lòng cô ta vẫn có một loại cảm giác khinh thường đối với Lạc Tú. Tuy nhiên, trong bữa ăn Lạc Tú cũng biết được từ miệng của Hạ Nguyên Vũ rằng Hải Đông có tổng cộng 10 nhà giàu có quyền quý. Nhưng thật sự lợi hại chỉ có 4 nhà. Nhà họ Sở, họ Vương, họ Giang và họ Dương. Nói đến đây, Lạc Tú chợt nhớ hình như mình cũng có mối liên hệ với nhà họ Vương, nhớ rõ lúc ấy ở Thông Châu đánh chết Phản Thiên Sơn, nhà họ Vương có người con gái đã lưu lại số điện thoại của anh. Thỉnh thoảng, đối phương cũng gửi đến mấy câu hỏi han nhưng Lạc Tú hiếm khi trả lời về phần nhà họ hạ họ được coi là thuộc hàng giàu có nhưng lại bị chèn ép nhiều năm trước rồi khuynh ra bại sản mặc dù bây giờ nhà họ hạ đang nở mày nở mặt nhưng thật ra cũng đang lâm vào cảnh nguy khốn công việc kinh doanh hiện tại của nhà họ hạ hoàn toàn được hỗ trợ bởi một công ty có điều họ đang lâm vào tình trạng thiếu vốn nếu không có một món tiền khổng lồ rót vào thì nhà họ hạ có thể phá sản bất cứ lúc nào về điểm này hạ nguyên vũ không đề cập với lạc tú tiểu tú à ngày mai cháu tới công ty Hân Hân nhậm chức đi, cháu hãy làm việc cho công ty nhà họ Hạ, làm trợ lý cho Hân Hân. Hạ Nguyên vũ cười trên bàn ăn. Ba, Hạ Hân Hân nghe vậy cảm thấy có gì đó không ổn, trợ lý của chủ tịch cũng không dễ làm đâu. Lạc Tú có năng lực gì mà lại cho đảm nhiệm chức vụ này chứ, xem ra đây là dự định đào tạo Lạc Tú mà. Chẳng lẽ sau này định giao cho Lạc Tú ư? Hạ Hân Hân cũng không ngốc, cô ta lập tức nghĩ tới khả năng này. Nếu có gì thắc mắc để về hãy nói, chuyện này cứ vậy đi. Hạ Nguyên Vũ gắp thức ăn cho Lạc Tú rồi mỉm cười. Hạ Hân Hân lắc đầu khi nhìn đống đồ ăn cao chót vót trước mặt Lạc Tú. Được à, trong mắt Hạ Hân Hân hiện lên tia giảo hoạt, cô ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời ba mới lạ, ngày mai cô ta sẽ xử lý Lạc Tú, xử đẹp anh. Ăn đồ ăn đi, Hạ Nguyên Vũ lại gắp thức ăn cho Lạc Tú. Điều này càng khiến Hạ Hân Hân tức giận hơn. Từ nhỏ đến lớn ba cô ta chưa bao giờ gắp thức ăn cho cô ta, bây giờ nhìn trong bát của Lạc Tú xem, đã sắp hết chỗ để đựng rồi. Hạ Nguyên Vũ không quan tâm lắm, Hạ Hân Hân là con gái của ông ta, làm sao ông ta không hiểu chứ? Nhưng ông ta có những kế hoạch khác, ngày mai ông ta sẽ thông báo cho ban lãnh đạo cao cấp của toàn bộ công ty rằng Lạc Tú là con rể tương lai của ông ta và là chồng chưa cưới của Hạ Hân Hân. Còn Hạ Hân Hân thì mặt buồn rười rượi nghĩ ngày mai phải làm thế nào để xử đẹp lạc tú. Đúng rồi, buổi tối chú đã sắp xếp đâu ra đó rồi, cháu đi cùng nhé. Ba, Hạ Hân Hân nhướng mày, cô ta chắc chắn rằng những gì mà Hạ Nguyên Vũ vừa nói nhất định là cháu và Hân Hân hãy qua đêm với nhau. Ha ha, cháu cứ ở trong phòng dành cho khách, ngay bên cạnh phòng của Hân Hân. Dường như Hạ Nguyên Vũ nhìn thấy sự không hài lòng của Hạ Hân Hân nên đã thay đổi lời nói. Không được, tối nay cô của con còn đến ở, Hạ Hân Hân vội vàng nói. Vừa dứt lời, Hạ Hân Hân đã đi ra mở cửa, và một người phụ nữ khoảng 30 tuổi bước vào. Người phụ nữ bảo dưỡng nhan sắc rất tốt nhưng không chịu được vết cắt của thời gian, khóe mắt đã có vết chân chim, ăn mặc thời trang tuy không phải là người đẹp hàng đầu nhưng so với người thường cũng được tính là đẹp. Nhưng trên khuôn mặt luôn luôn có một cái nhìn ác ý. Đây là em gái của Hạ Nguyên Vũ, nhưng khi nhìn thấy Lạc Tú, ngay từ cái nhìn đầu tiên cô ta đã trướng mắt khi còn nhỏ cô ta đã gặp ba lạc vài lần nhưng ấn tượng của cô ta về ba lạc không tốt lắm bản thân cô ta từ trước đến nay vẫn độc thân và vẫn chưa kết hôn vì vậy cô ta vẫn sống ở nhà của hạ nguyên vũ nguyên nhân khiến bà cô của hạ hân hân chưa lấy chồng cũng là do cô ta nói như rồng leo mà làm như mèo mửa về cơ bản không ai lọt vào mắt xanh của cô ta mà những người cô ta ưng ý thì lại ghét cô ta vì vậy vẫn còn độc thân cho đến bây giờ rõ ràng, Hạ Hân Hân đã bị ảnh hưởng bởi người cô của mình. Xin chào, Lạc Tú đứng lên, gật đầu cười, dù sao anh cũng ở đây để báo đáp ân tình, ông Hạ cũng đối xử với anh rất tốt. Ừ, người cô của Hạ Hân Hân lạnh lùng đáp lại, sau đó ngồi xuống thản nhiên ăn cơm. Đây là cô của Hân Hân, em gái chú, Hạ Thu Diễm. Hạ Nguyên Vũ giới thiệu. Đây là con của Lạc Dương Húc mà anh nói, đúng không? Hạ Thu Diễm liếc mắt nhìn Lạc Tú, sau đó cũng không nhìn thẳng vào anh. Trong mắt cô ta, cô cháu gái mình phải tìm một cậu chủ giàu có mới được cho là môn đăng hộ đối. Thậm chí bình thường họ còn chẳng để ý mấy thế hệ thứ hai giàu có nước kia. Làm sao có thể tìm một người vừa ra khỏi thị trấn được chứ? Về điểm này, suy nghĩ của Hạ Thu Diễm và Hạ Hân Hân hoàn toàn giống nhau. Lạc Tú cũng rất tốt, Hạ Nguyên vũ cười. mươi 155, Phượng Hoàng Nam những lời này của hạ thu diễm rất quá đáng nhưng hạ hân hân không nghĩ như vậy cô ta đã nghe nói hình như trước kia ba cô ta vì đắc tội với một người không nên đắc tội ở yên kinh nên mới bị chèn ép khiến cho nhà họ hạ lưu lạc đến bước đường hôm nay xem ra điều này có liên quan gì đến ba của lạc tú trăng nếu đúng như vậy thì hạ hân hân càng ghét lạc tú hơn thu diễm em nói bậy bạ gì trước mặt mấy đứa nhỏ vậy hạ nguyên vũ hơi tức giận sao vậy anh chẳng lẽ em không thể nói à rõ ràng hạ thu diễm không chịu nhượng bộ mấy cậu chủ nhà họ sở đó người nào không phải nhân tài trong tương lai chứ mấy đứa con của tập đoàn hàn thị ấy có đứa nào mà không phải là thiên tài kinh doanh nghe nói mấy đứa cháu trai nhà họ dương một đứa hiện đang học ở harvard một đứa ở yêu còn một đứa thì luôn yêu mến hân hân của chúng ta bên ngoài vẫn luôn đồn đại đó thôi những người em vừa nói đó có người nào mà không xứng với hân hân hoặc nói có người nào mà không thể so sánh với tên nhóc này được chứ? Tại sao anh lại muốn để Hân Hân và cậu ta ở bên nhau chứ? Hạ Thu Diễm so sánh như thế khiến Lạc Tú trở nên thật tồi tệ. Mặc dù gia cảnh chúng ta đã xa suốt nhưng chúng ta cũng từng là một gia đình giàu có, từ nhỏ Hân Hân không phải làm gì cả, không cần nấu cơm, không cần giặt đồ, vẫn luôn có người hầu hạ, chẳng lẽ anh muốn sau này Hân Hân đi theo người khác giặt rũ nấu nương ư? Hạ Thu Diễm chất vấn nói. Thu Diễm, im đi, những lời này không thể nói trước mặt bọn trẻ được. Hạ Nguyên vũ quát lớn. Tại sao lại không thể nói trước mặt cậu ta được? Đây đều là những vấn đề phải đối mặt. Bình thường chúng ta còn không coi những gia đình thế hệ thứ hai ra gì, huống chi là những gia đình bình thường chứ. Hơn nữa nếu cậu ta đã đến đây thì phải đối mặt với những vấn đề thực tế đó. Phượng Hoàng Nam cũng không dễ làm như vậy đâu. Hạ Thu Diễm lạnh lùng nói. Thu Diễm, em quá đáng lắm rồi đấy. Lần này Hạ Nguyên Vũ thực sự rất tức giận, trong giọng điệu của ông ta như đang đè nén một ngọn lửa giận rất lớn. Mọi người ăn đi, tôi về phòng đây. Hạ Thu Diễm ném đôi đũa lên bàn, xoay người bỏ đi. Nhất định cô ta sẽ cật lực phản đối chuyện này, sẽ không giao cháu gái cho một gia đình bình thường đâu. Như vậy e rằng tất cả các gia tộc ở Hải Đông sẽ cười nhạo nhà họ Hạ, nhà họ Hạ sẽ mất hết thể diện. Và điều quan trọng nhất, cô ta cảm thấy mình chính là kiểu người thà ít mà tốt không có nhà giàu nào đồng ý lấy cô ta như vậy cho dù độc thân hết quãng đời còn lại thì cô ta cũng sẽ không bao giờ chịu gả đi tiểu tú xin lỗi hôm nay tâm trạng của cô hân hân không được tốt lắm hạ nguyên vũ đứng lên và nghiêm túc xin lỗi lạc tú không sao thật ra cháu cũng không quan tâm lắm lạc tú tỏ vẻ không hề để ý đến còn hạ hân hân liếc nhìn lạc tú một cách khinh thường không quan tâm nếu anh không thèm quan tâm thì sẽ có ma rồi không quan tâm thì sao lại đến nhà tôi làm gì vừa nhìn là biết ngay muốn đến làm phượng hoàng nam rồi lạc tú thực sự không quan tâm nếu bàn về sự kiêu ngạo và ánh mắt nhìn người thì ai có thể cao bằng vô cực tiên tôn chứ anh đến để báo đáp công ơn báo xong anh sẽ đi ngay còn về phần chuyện hôn nhân lạc tú thực sự không quan tâm tuy nhiên lạc tú không thèm giải thích mấy chuyện như vậy dù sao mấy chuyện này chỉ càng tô càng lem mà thôi càng giải thích người khác sẽ càng không tin tưởng có đôi khi cứ chờ sự thật phơi bày ra trước mắt còn hơn nói bất cứ điều gì vào lúc này sau khi nói chuyện được vài câu lạc tú quyết định đứng dậy và rời đi cho dù hạ hân hân không phản đối lạc tú cũng sẽ không ở lại nhà họ hạ anh đã có hẹn rồi bên kia cũng đã gửi mấy tin nhắn cho anh rồi tiểu tú cháu không muốn đến nhà chú ở sao Hạ Nguyên Vũ đã đưa Lạc Tú đến cửa nhưng vẫn còn giữ lại. Lạc Tú kiên quyết lắc đầu. Hạ Hân Hân không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiến Lạc Tú ra ngoài cổng. Hôm nay cảm ơn anh, nhưng tốt hơn hết anh ở bên ngoài nên cẩn thận. Xã hội này vẫn còn rất nhiều kẻ lừa đảo. Những lời này của Hạ Hân Hân đương nhiên muốn ám chỉ chuyện Lạc Tú bị lừa ở sân bay hôm nay. Cứ cho rằng cô ta đã bị lừa, nhưng Hạ Hân Hân vẫn cảm thấy được không phải Lạc Tú cũng bị lừa sao hơn nữa thủ đoạn lừa bịp vụng về như vậy đã chứng minh Lạc Tú cũng chẳng giỏi hơn cô ta. Vừa nói xong, điện thoại của Lạc Tú vang lên. Thấy Lạc Tú trả lời điện thoại, Hạ Hân Hân cũng chuẩn bị quay vào, nhưng Hạ Hân Hân vẫn nghe thấy giọng nói trên điện thoại. Anh đang ở đâu, tôi đến trả tiền cho anh ngay. Bước chân của Hạ Hân Hân dẫm mạnh xuống đất, mặt cô ta đỏ lên, vừa rồi còn đang chế nhạo Lạc Tú, vậy mà trong nháy mắt người ta đã đến trả lại tiền. Lúc này Hạ Hân Hân cảm thấy mình như một con ngốc. Có rất nhiều kẻ lừa đảo nhưng chỉ cần có đầu óc là được. Lạc Tú nói những lời này sau khi cúp điện thoại, lập tức khiến Hạ Hân Hân càng đỏ mặt thêm. Sau khi Lạc Tú rời đi, Hạ Hân Hân mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó bước vào nhà và nhìn ba mình một cách khó hiểu. "Ba, sao ba lại đánh giá cao anh ta như thế chứ?" "Đánh giá cao?" Ba của con hiếm khi nhìn lầm người, nhưng ba không thể nhìn thấu cậu ấy. Hân hân, ba không quan tâm thái độ của con như thế nào, nhưng ba muốn nói với con một điều, tốt hơn là con nên bỏ thái độ khinh thường của mình với cậu ấy đi. Nếu con vẫn còn có thái độ này, vậy ba cho con một lời khuyên, con sớm muộn gì cũng sẽ phải hối hận. Lúc này Hạ Nguyên Vũ mới nghiêm túc nói. Không phải chỉ là thuận miệng nói ra, trước không nói đến loại cảm giác mà Lạc Tú mang lại cho ông ta, mà loại đại khí trầm ổn giấu giếm tài năng không để lộ khiến cho Hạ Nguyên Vũ cảm thấy sau này Lạc Tú sẽ trở thành một người có tài. Đổi lại là một thanh niên bình thường, e rằng vừa rồi đã làm ẩm ý trên bàn ăn rồi. Nhưng Lạc Tú thì không, không phải Lạc Tú đang ngấm ngầm chịu đựng mà là Hạ Nguyên Vũ đã cẩn thận quan sát, bất kể Hạ Thu Diễm nói gì thì Lạc Tú cũng không hề dao động, vẫn bình tĩnh thong dong ăn cơm. Thực sự là bình tĩnh thong dong. Đây chắc chắn là tư thái của một tài năng tầm cỡ quan trọng hơn, Hạ Nguyên Vũ không nói, hoặc ông ta không thể nói. Mẹ của Lạc Tú chính là người nhà họ Thẩm, theo một số tin đồn, mẹ của Lạc Tú không phải ở nhà họ Thẩm và không làm gì cả. Thay vào đó, bà ấy đã tự mình tạo dựng nên một đế chế kinh doanh cực kỳ lớn, hay nói không chừng nữ hoàng kinh doanh đang gây chấn động các gia đình giàu có ở trong nước kia có thể chính là mẹ của Lạc Tú. Theo thỏa thuận ban đầu, nếu mọi chuyện không có chuyển biến thì ba Lạc sẽ không bao giờ đưa Lạc Tú đến Hải Đông nếu đưa Lạc Tú đến Hải Đông, như vậy chứng minh sự việc đã có chuyển biến. Nếu sau này Lạc Tú trở về nhà họ thẩm, nhà họ hạ và Lạc Tú kết hôn, có cần phải nói nữa không? Dù gì so với nhà họ thẩm, cái gọi là 10 dòng họ giàu có hàng đầu ở Hải Đông chẳng là gì cả. Xét cho cùng, dù Hạ Nguyên Vũ tham gia chính trị hay sau này là kinh doanh, ông ta đều có mưu tính rất sâu xa. Hơn nữa ông ta cũng rất thích đứa nhỏ Lạc Tú này ông ta luôn cảm thấy có lẽ một ngày nào đó Lạc Tú sẽ khiến nhà họ Thẩm phải hối hận vì quyết định của mình năm đó. Ba, hiện tại thời thế đã thay đổi rồi, đã không phải thời mà chỉ cần dựa vào sự cố gắng là có thể bò dậy được nữa. Hơn nữa con cũng cảm thấy Lạc Tú sẽ chẳng biết cố gắng. Hạ Hân hân chế giễu những lời của Hạ Nguyên Vũ. Cô ta sẽ hối hận. Sao có thể chứ? Lạc Tú có thể có bao nhiêu bản lĩnh chứ? gia đình giàu có không phải chỉ cần dựa vào một thế hệ là có thể trở thành nhà giàu có ngay được. Đúng là có, nhưng đó chỉ là một trường hợp ngoại lệ, rất hiếm và không phải ai cũng may mắn như vậy. Không phải nhà giàu có thì hạ hân hân rất khinh thường. Audio điện tử võ tấn bền chương 156, cùng gái đẹp thuê chung nhà. Đây là chỗ ăn ngon mà cô nói muốn mời tôi đến hả? Lạc Tú nhìn quán ăn đêm lề đường toàn người là người kia điều này khiến lạc tú cảm thấy hơi ngạc nhiên trông giang đồng nhiên đâu có giống người không có tiền sao lại dẫn anh tới chỗ thế này chủ quán cho hai đĩa hủ tiếu xào đĩa của tôi nhiều ớt nhiều giấm thêm hai chai bia thanh đảo nữa hiển nhiên giang đồng nhiên chính là khách quen ở đây tôi giúp cô việc lớn như vậy cô lại chỉ mời tôi ăn hủ tiếu xào thôi ư lạc tú cảm thấy có hơi buồn cười giang đồng nhiên này đúng là làm việc không theo lẽ thường mà nhưng Lạc Tú cũng rất thích điểm này của cô ta, bởi vì trên người Giang Đồng Nhiên luôn tỏa ra khí chất như tiểu thư nhà giàu, nhưng thật ra lại vô cùng chân chất, hệt như một cô gái bình thường, làm việc trong nhà xưởng dây truyền sản xuất vậy. Này, theo như cậu nói, tôi không phải người có tiền gì, còn cậu cũng đâu giàu có chi, đúng không? Giang Đồng Nhiên dùng miệng mở một chai thanh đảo, đưa cho Lạc Tú. Sao cô biết, Lạc Tú nhận chai bia, nốc một hơi đây là lần đầu tiên lạc tú không cảm thấy chán ghét khi uống bia với người bình thường đầu tiên dù là kẻ có tiền thì bây giờ cũng chẳng còn ai mang theo nhiều tiền mặt như thế người ta xài thẻ hết rồi thứ hai hai gói tiền kia của cậu được bọc quá kỹ hết lớp báo này đến lớp báo khác gỡ ra thôi cũng hụt hết cả hơi giang đồng nhiên cười nói cậu vừa tới hải đông hôm nay đúng không giang đồng nhiên vén tóc mai lòa xòa trước chán ra sau cúi đầu gắp một đũa hủ tiếu xào rồi hỏi không thể phủ nhận rằng đúng là Giang Đồng Nhiên đẹp đến sướng sờ, dù có làm ra động tác thô lô này thì cũng đủ khiến gã đàn ông cường tráng bàn bên cạnh suýt chút nữa nhịn không nổi. Ừm, Lạc Tú gật đầu, không để ý tới ánh mắt ghen tị của bàn kế bên. Tới làm gì? Đi làm, Lạc Tú trả lời, những lời này là thật, trong mắt Lạc Tú, tới nhậm chức tổng huấn luyện viên của trường quân đội Kinh Nam cũng chỉ là đi làm công ăn lương, chỉ là anh không nói rõ ra mà thôi. Ồ Vậy để đưa tiền cho cậu trước, Giang Đồng Nhiên cũng đưa cho Lạc Tú hai gói tiền được bọc kỹ bằng báo. Lạc Tú không từ chối, trực tiếp nhận lấy. "Nào, Cạn Ly, người bạn như cậu, tôi nhận." Giang Đồng Nhiên tỏ vẻ hào sảng, mở miệng nói. "Hai chai bia vào bụng, Giang Đồng Nhiên mỉm cười. Hôm nay chuyện ở sân bay, cảm ơn cậu nhiều, tôi tìm nhiều người mượn tiền như vậy nhưng chẳng ai chịu cả. Cuối cùng không ngờ cậu sẽ chủ động cho tôi mượn tiền." Sau đó còn sợ chưa đủ nữa chứ. Người tốt như cậu, chỉ sợ trên đời này không còn nhiều lắm. Cậu không sợ tôi là kẻ lừa đảo hả?" Giang Đồng Nhiên hỏi lần nữa. "Nếu cô lừa được tôi cái đã." "Yên tâm đi, đời này dù có lừa ai tôi cũng tuyệt đối không lừa cậu." "Chủ quán, cho cậu ta thêm một cái chân vịt và một quả trứng để bồi bổ đi, nhìn cậu ta gầy chưa kìa." Giang Đồng Nhiên lại hét lên với chủ quán. Nói hồi lâu quên chưa giới thiệu Tôi tên là Giang Đồng Nhiên, cậu có thể gọi tôi chị Nhiên Nhiên, còn cậu? Lạc Tú, Lạc Tú trả lời ngắn gọn. Vậy tôi sẽ gọi cậu là em Tú nhé. Không đợi Lạc Tú đồng ý, Giang Đồng Nhiên đã vô tư mở miệng gọi một tiếng em Tú. Cậu tìm được chỗ ở chưa? Sau khi ăn xong, Giang Đồng Nhiên mở miệng hỏi. Tạm thời thì chưa, Lạc Tú thành thật trả lời. Nếu không thì cậu tới ở chung với tôi trước đi, phòng xếp tôi thuê còn dư một phòng trống đó giang đồng nhiên lại mỉm cười cũng được lạc tú không từ chối bởi vì giang đồng nhiên gợi cho lạc tú nhớ tới một người quen cũ một người ở giới tu chân lạc tú bỗng lắc đầu nhớ tới cuộc gặp gỡ tình cờ đầy đẹp đẽ kia cậu chờ tôi một chút giang đồng nhiên xin chủ quán cái hộp sau đó gói hết số thức ăn còn thừa trên bàn lại kể cả xương sầu tất cả đều bị giang đồng nhiên nhét vào hết số lượng chắc đủ để đựng đầy vài cái túi được rồi đi thôi Giang Đồng Nhiên xách theo túi đồ ăn, leo lên xe. Xe chạy đến một khu bình dân ở Hải Đông. Ở đây khắp nơi đều là vài cửa hàng làm tóc, quán rượu, tiêm mát xa. Sau khi đậu xe, Giang Nhiên dẫn theo Lạc Tú đi vào một con hẻm nhỏ. Lạc Tú ngó tới ngó lui, hết nhìn trái lại nhìn phải. Nhớ kỹ, đừng vào tiệm cắt tóc này. Tôi quen hết những người làm trong tiệm đó. Nếu cậu dám tiến vào, cậu cứ chờ mà xem. Giang Đồng Nhiên dơ dơ nắm đấm nhỏ, buông lời uy hiếp nói lạc tú cười khổ nói thầm trong lòng rằng con mắt nào của chị nhìn thấy tôi muốn đi vậy trái lại một cửa tiệm massage đã thu hút sự chú ý của lạc tú bên trong có một người đang massage cho người khác nửa thân trên của người được massage đã bị cái chăn che khuất không nhìn rõ mặt nhưng cách thức xoa bóp lại bị lạc tú nhìn thấu tất cả đó không phải là cách đấm bóp dành cho người sống thủ pháp đó là dùng cho người chết Phát hiện này khiến Lạc Tú hơi cao mày, bởi vì nếu Lạc Tú không nhìn lầm thì thủ pháp đó thuộc về nhất mạch tương Tây Cản Thi. Cửa tiệm này có thể đi, đảm bảo chính quy. Sang đồng nhiên thấy tầm mắt của Lạc Tú dồn về phía cửa tiệm mát xa kia thì mở miệng giải thích. Tới ăn đi nè, Sang đồng nhiên quay đầu lại, lấy đống đồ ăn thừa trong túi ra, một đám mèo hoang, chó hoang lập tức vò tới. Chị tốt bụng thật đấy, Lạc Tú mở miệng nói, một, chúng nó đáng thương lắm, sống trong thế giới mà loài người thống trị nên đã mất hết tư cách sống sót cũng như tự do. Sau khi cho ăn xong, Giang Đồng Nhiên dẫn theo Lạc Tú bước vào một tòa nhà cũ kỹ. Hai người bước lên cầu thang, đi thẳng tới lầu 5, Giang Đồng Nhiên dùng chìa khóa mở cửa, sau đó vặn tay nắm. Cảnh tượng trước mắt khiến cả Giang Đồng Nhiên lẫn Lạc Tú đều ngây ngẩn cả ra. Nhắm mắt, quay đầu đi chỗ khác, Giang Đồng Nhiên tức khắc phát ra tiếng thét chói tai. Lạc Tú cũng sừng sốt vô cùng, với thị lực của lạc tú tất nhiên đã nhìn thấy hết mọi thứ. Quần áo vương vãi khắp căn phòng, xen lẫn trong đó còn có quần lót, tất chân, áo ngực, vớ, với đủ loại màu sắc. Qua hơn nửa ngày, Giang đồng nhiên mới đỏ mặt để lạc tú tiến vào, hiển nhiên những thứ không nên thấy đều đã bị cô ta cất đi hết. Cậu không nhìn thấy gì hết, đúng chứ? Giang đồng nhiên trợn mắt hỏi như đang thị uy. Con người của tôi ấy mà, trời vừa tối thì tầm nhìn không còn tốt nữa. Lạc Tú rõ ràng là đang trợn mắt nói mò, còn đạt tới trình mặt không đỏ tim không đập. Ồ, thế thì tốt, ngày thường cũng chẳng có ai tới chơi, tôi cũng lười dọn dẹp. Giang đồng nhiên mở miệng giải thích. Cậu ở phòng kia, tiền thuê nhà mỗi tháng là 700, điện nước tính riêng. Giang đồng nhiên hào sảng nói. chương 157, thu phí bảo kê của Lạc Tú. Mặt mày hàn phi vũ vô cùng lạnh lùng, anh ta là bảo kê của quán ba dạ hỏa, hay nói đúng hơn, ở đây ngoại trừ cô gái là tiếp viên quầy ba gia những người còn lại đều là bảo kê của quán cũng vì vậy mà hàn phi vũ người có bản lĩnh nhất trong bọn họ mới có thể trở thành thủ lĩnh toàn bộ khu này đều là địa bàn của ông chủ quán ba dạ hỏa làm chiến mã dưới tay ông chủ dạ hỏa tất nhiên địa vị của hàn phi vũ ở đây cũng cực cao người trên đường nếu vô tình đụng phải cũng phải cung kính gọi anh ta một tiếng anh vũ hơn nữa dưới tay anh ta còn có tận năm sáu người nên đám người kia mới tôn hàn phi vũ làm thủ lĩnh hàn phi vũ theo đuổi giang đồng nhiên cũng không phải mới chỉ ngày một ngày hai hầu như ai cũng biết chuyện này vì vậy ở khu này không một ai dám có ý với giang đồng nhiên dù sao hàn phi vũ cũng không phải loại người dễ chọc vào lúc này nhìn thấy bên cạnh giang đồng nhiên bỗng xuất hiện một người đàn ông xa lạ hơn nữa hai người còn sống chung tất nhiên hàn phi vũ sẽ đứng ngồi không yên rồi anh ta cảm thấy sớm muộn gì Giang Đồng Nhiên cũng sẽ trở thành vợ của anh ta, sao anh ta có thể cho phép chuyện này xảy ra được. Nếu Lạc Tú là công tử nhà giàu hay là người có quyền thế nào đó, tự nhiên Hàn Phi Vũ sẽ không dám có ý kiến gì. Nhưng Lạc Tú chỉ là một kẻ làm công vừa chân ướt chân giáo tới Hải Đông, thế nên Hàn Phi Vũ tức khắc cho rằng bản thân cần phải bày chút sắc mặt cho Lạc Tú xem. Do vậy Hàn Phi Vũ mới thốt ra câu có muốn tới quán ba dạ hỏa làm bảo kê với anh ta không? Đây là một dạng uy hiếp ngầm, trong mắt mọi người, kể cả Giang Đồng Nhiên, ấn tượng về Lạc Tú đó là một cậu thư sinh yếu đuối, nếu nghe thấy những lời này, chắc chắn sẽ bị dọa chết khiếp. Bởi vì công việc bảo kê này, bản thân nó đã mang ý nghĩa cướp tiền trên lưỡi dao. Vậy nên ai cũng tự tin cho rằng Lạc Tú sẽ bị những lời này dọa cho mất hồn mất vía. Nhưng ngay cả người được xưng là lão đại mà Lạc Tú cũng chẳng để vào mắt. Tất nhiên cũng sẽ chẳng thèm để tâm tới mấy tên côn đồ vừa nhìn thấy gót chân lão đại thôi đã sợ tới vỡ gan vỡ mật. Thấy Lạc Tú im lặng không nói gì, đám người lại liếc mắt nhìn nhau, Định Tung đòn phủ đầu thị uy với Lạc Tú một chút. Nhưng Giang Đồng Nhiên đã đóng cửa lại cái rầm. "Đừng để ý tới họ, họ đều là người bên ngoài tới Hải Đông kiếm việc làm, tôi thấy họ đáng thương nên mới giới thiệu cho họ tới quán Ba Dạ Hỏa, tôi là quản lý ở đó đấy." Giang Đồng Nhiên mỉm cười lạc tú cũng cười cho qua không để ý tới chuyện này nữa trong mắt giang đồng nhiên anh cũng chỉ là một người ngoài tới hải đông làm việc mà lạc tú cũng không có ý định vạch trần hiểu lầm này cậu đi tắm trước đi giang đồng nhiên chỉ tay về phía nhà tắm sau khi lạc tú bước vào nhà tắm giang đồng nhiên lại mở cửa ra ngoài tiểu tú mới tới hải đông hẳn cũng chỉ là một đứa nhỏ vừa tốt nghiệp đại học muốn đến hải đông tìm việc làm mà thôi Mai mốt các cậu nhớ khách sáo với cậu ta một chút, tất cả đều là người rời xa quê hương kiếm kế mưu sinh, phải giúp đỡ lẫn nhau chứ." Giang Đồng Nhiên trách mắng. "Biết rồi, chị Nhiên Nhiên." Hàn Phi Vũ là người đầu tiên hưởng ứng, nhưng trong lòng lại thầm bật cười mỉa mai, khách sáo được mới là lạ. Một đêm bình an trôi qua, sáng hôm sau, Lạc Tú gọi xe chạy tới công ty nhà họ Hạ. Công ty nhà họ Hạ nằm trong một tòa nhà lớn, cả tòa nhà này đều là tài sản của nhà họ Hạ lúc này hạ hân hân đã đứng chờ ngoài cửa từ sớm tới phòng bảo vệ báo tin đi hạ hân hân chỉ tay về phía phòng bảo vệ ở xa xa lạnh lùng bỏ lại câu này rồi xoay lưng rời đi trong mắt cô ta lạc tú chính là một con chim sẻ muốn bay lên hóa thành phượng hoàng nhưng phượng hoàng đâu có dễ làm như vậy hơn nữa hạ hân hân cũng chẳng thèm nghe vào tai những lời căn dặn cũng như khuyên nhủ của ba hạ hân hân sẽ hối hận ư nực cười lạc tú nhìn thấy thái độ của hạ hân hân thì cũng hơi tức giận nhưng nhớ lại những lời ba lạc dặn dò lạc tú cũng chỉ thở dài một tiếng bất kể ai nói lạc tú đều có thể không thèm để ý chỉ duy nhất lời của ba lạc lạc tú vĩnh viễn không thể không để tâm tới sau đó lạc tú đi về phía phòng bảo vệ đội trưởng an ninh là một người đàn ông cao to lực lưỡng lúc này anh ta nghênh ngang gác chân lên bàn lưng tựa ghế dựa cậu chính là người mới tới làm đội trưởng an ninh nâng mắt nhìn thoáng qua lạc tú một cái sau đó đội trưởng an ninh chia tay ra trước mặt lạc tú hai mắt nhìn anh trừng trừng đây là quy củ người mới tới cũng phải tuân theo nếu không sẽ loạn mục đích đội trưởng an ninh vươn tay ra đã quá rõ ràng mấy tên bảo vệ khác cũng nhìn về phía lạc tú bằng ánh mắt hả hê trong mắt đội trưởng an ninh thông thường những người chọn công việc này đều có hoàn cảnh tương đối khó khăn mà bản thân cũng chẳng có năng lực gì loại người này rất dễ bắt nạt cộng thêm vừa nhìn đã biết lạc tú là người vùng khác tới mặt mũi thoạt trông cũng chẳng phải dạng khôi mô tuấn tú gì tất nhiên sẽ bị đội trưởng an ninh nhắm chúng quy củ gì lạc tú cau mày ha ha đúng là người mới chẳng hiểu quy củ gì cả tới đây để tôi dạy cho cậu đội trưởng an ninh đứng dậy cười khẩy nói muốn sống sót ở đây thì phải giao phí bảo kê phí bảo kê lạc tú mỉm cười đây là lần đầu tiên anh bị người khác thu phí bảo kê đó các anh là bảo vệ hay là đám côn đồ đầu đường xó chợ vậy lạc tú bỗng cảm thấy hứng thú mở miệng hỏi một tên bảo vệ vóc dáng gầy gò cao giáo cũng đứng dậy trông chẳng có gì tốt lành cả nhóc con đừng lề ma lề mề nữa một là giao phí bảo kê hai là công việc này không có phần của cậu hơn nữa tôi nói cho cậu hay không chỉ ở đây mà những chỗ khác cũng sẽ chẳng thèm mướn cậu đâu đại ca trương của chúng tôi chính là bảo vệ có quyền nhất ở khu này đó. Cái tên cao thòng, gầy teo kia nhìn lạc tú bằng ánh mắt uy hiếp. Các anh làm vậy, không sợ công ty biết được sẽ xử phạt các anh sao? Lạc tú hỏi lại lần nữa. Ôi chao, mạnh miệng quá nhỉ, ý cậu là muốn tố cáo chúng tôi lên công ty hả? Đội trưởng an ninh cười nhạt, mỉm mai. Đi đi, có bản lĩnh thì cứ đi đi, tôi cam đoan người đầu tiên bị sa thải chính là cậu. Tôi nói cho cậu biết một chuyện, quản lý nhân sự chính là anh trai của tôi đó. Đội trưởng an ninh chung ra vẻ mặt đắc ý, nói. Anh ta không hề chém gió, quản lý nhân sự quả thật là anh trai của anh ta, trước kia cũng từng có nhiều tên chống đối lại hoặc là không phục anh ta, cuối cùng đều bị đuổi cổ hết cả. Ra là có chống lưng hả? Lạc tú trêu anh ta. Đừng nói nhảm, tôi nói cho cậu hay, hoặc là giao phí bảo kê, hoặc là đừng nghĩ tới công việc này nữa. Đội trưởng an ninh trực tiếp nói thẳng ra vừa nhìn đã biết cậu là người bên ngoài mới tới đã đặt chân vào địa bàn của tôi thì phải nghe tôi biết chưa đối phó với loại nhóc con cứng đầu này đội trưởng an ninh căn bản chẳng thèm để tâm dù sao anh trai anh ta cũng làm ở bộ phận nhân sự anh ta sợ cái gì cơ chứ mặt khác sau khi hạ hân hân đi tới văn phòng làm việc chợt phát hiện tất cả viên chức cấp cao trong công ty đều đã có mặt đông đủ ở đây rồi chủ tịch xin chúc mừng chúc mừng chủ tịch ngoại trừ mấy người hơi ít nói những người khác đều lần lượt mở miệng chúc mừng. Chương 158, bảo vệ tôi. Hạ Hân Hân chạy xuống cầu thang gần như với tốc độ nhanh nhất. Đồng thời trong lòng thầm cầu nguyện ngàn vạn lần đừng để ai nhìn thấy, ngàn vạn lần đừng để cho ai nhìn thấy Lạc Tú đến bộ phận an ninh đứng canh ở đó, nếu không nhất định sẽ xảy ra tai nạn. Giờ khắc này, Hạ Hân Hân đột nhiên có loại cảm giác như bê đá đập chân mình. Mà ở một diễn biến khác, Lạc Tú nhìn về phía đội trưởng an ninh sau đó lại nhìn tên bảo vệ cao gầy kia. Số tiền này thể nào cũng phải đưa sao? Lạc Tú cau mày hỏi. Mẹ nó, đừng nói nhảm nữa, nhanh đưa tiền đi. Người đàn ông cao gầy mắng, một nhân viên bảo vệ mới tới mà thôi, vậy mà lại dám lại nhảy càm giảm ở trong này. Đúng lúc này, một chiếc Audi chậm rãi lái tới, khi nhìn thấy Lạc Tú đứng ở bộ phận an ninh, người nọ không khỏi liếc mắt nhìn thêm hai lần. Thấy chưa, đó là quản lý của bộ phận nhân sự, anh trai tao. Đội trưởng an ninh cười khẩy một tiếng, sau đó gọi một tiếng với người trên xe. Một người đàn ông trừng từ trên xe bước thẳng xuống, người mặc vest, đầu vuốt keo, tràn đầy khí phái của lãnh đạo. Tiểu Trương, mới sáng sớm không lo canh gác cho cẩn thận mà làm gì thế? Lục Phong Phú chắp tay hỏi sau lưng hơi, như là đang kiểm tra cương vị. Người mới đến không hiểu quy củ, em đang dạy anh ta đội trưởng an ninh bày ra bộ dạng ngoan ngoãn dễ bảo mà nói người mới đến lục phong phú nhíu mày hình như mình đâu có tuyển người vào đâu nhỉ chẳng lẽ là do những người khác sắp xếp lục phong phú lắc đầu sau đó nói với lạc tú người mới tới phải không để tiểu trương dạy cho cậu một số quy tắc và quy định ở đây quy tắc và quy định có bao gồm phí bảo kê à lạc tú vốn đã hơi khó chịu vì thái độ của hạ hân hân trước đó rồi giờ phút này bị thu phí bảo kê thì lại càng khó chịu hơn. Nếu những người này muốn gây rắc rối, vậy phải làm chút chuyện nha, nhìn xem những người này có thể chọc được hay không. Con mẹ nó, mày lại dám thật sự tố cáo tao à? Đội trưởng an ninh cười gần, nhưng lại không lo lắng chút nào. Đó cũng là quy định, người mới đến phải tuân theo. Lục Phong Phú nói, không quan tâm đến phí bảo kê mà những nhân viên bảo vệ này thu. Vì phí bảo kê thu được kỳ thật có một phần vào túi tiền của anh ta. Vậy là anh cũng có biết chuyện này?" Lạc Tú hỏi. "Nếu biết thì sao?" Cậu nói lời này cứ như thể cậu là lãnh đạo tới thị sát công việc của tôi vậy. Nhóc con, cũng ra dáng lắm đấy nhỉ." Lục Phong Phú vừa nghe Lạc Tú hỏi như vậy thì tức quá hóa cười. "Tên nhóc ai tìm đến vậy trời, thật là chẳng biết một chút quy tắc gì cả." "Công ty này có quy định như vậy, bên trên có biết không?" lục trần hỏi lại a à, cậu có còn muốn làm việc ở trong này nữa không cậu có thể đến làm việc hay không là chuyện của tôi vậy mà cậu lại còn hỏi nhiều vấn đề như vậy sao đừng nói nhảm muốn tới đi làm thì hãy thành thành thật thật nộp phí bảo kê đi không nộp thì cút lục phong phú trực tiếp mắng anh ta cảm thấy bản mình vẫn có chút quyền này chỉ cần các lãnh đạo cấp cao của công ty không truy tra tới anh ta thì chỉ là một nhân viên bảo vệ mà thôi anh ta còn không tùy tiện chơi đùa được ư. Được, nộp bao nhiêu? Lạc Tú đột nhiên chuyển chủ đề. Vậy mới đúng chứ, làm vậy sớm hơn có phải được không? Đội trưởng an ninh nhìn Lạc Tú một cách trào phúng. Đã nói với mày từ sớm rồi mà, quản lý bộ phận nhân sự là anh của tao, mày không nên gây rắc rối đúng không? Vốn dĩ chỉ cần nộp 5.000 tệ, nhưng những gì mày vừa nói đã chọc anh tao khó chịu. Thôi, mày nộp 8.000 tệ, chuyện này cho qua đội trưởng an ninh cười khẩy nói. Lạc Tú thực sự lấy ra 8.000 tệ từ trong túi của mình. Lương tháng của nhân viên bảo vệ ở đây là bao nhiêu? Thời gian thử việc 3 tháng, mỗi tháng 2.500 tệ, sẽ lo một bữa ăn. Đội trưởng an ninh nhìn thấy Lạc Tú lấy tiền ra thì thái độ cũng tốt hơn một chút. Ồ, vậy tôi nộp tiền rồi, các người thật sự có thể bảo vệ tôi sao? Lạc Tú nghiêm túc hỏi lại. Mẹ nó, đừng nói nhảm nữa, nộp tiền rồi thì tự nhiên sẽ bảo vệ cho mày. Sau này trong công ty tao sẽ bao che cho mày, mày không phải sợ ai cả. Đội trưởng an ninh sốt ruột nói. Được, cầm tiền đi. Lạc Tú đưa tiền cho đội trưởng an ninh. Đội trưởng an ninh nhận lấy tiền, vỗ vai Lạc Tú. Sớm biết điều như vậy thì sao lại bị mắng chứ? Đội trưởng an ninh cười cười, sau đó lấy ra 3.000 tệ đưa cho quản lý bộ phận nhân sự. Anh à, thật ngại quá, vừa rồi cậu ta nói chuyện đắc tội đến anh rồi. Tiền này anh cầm mua bao thuốc, bớt giận nha. Đội trưởng An ninh cười nói. Thấy chưa, học chút đi, sau này đừng có chậm tiêu thế nữa. Lục Phong Phú cầm lấy tiền cười cười, khinh thường liếc mắt nhìn Lạc Tú một cái. Nhưng ngay sau đó, anh ta chợt thấy hoa mắt, một cái tát dáng vào mặt anh ta. Cái tát này tàn nhẫn đến mức tát anh ta ngã xuống đất. Khi anh ta định thần lại thì thấy người đánh anh ta đúng là Lạc Tú chỉ thấy trên mặt lạc tú mang theo một nụ cười xấu xa. mày làm cái trò gì vậy? đội trưởng an ninh tức thì sướng sờ, những người khác cũng bàng hoàng. làm sao vậy? không phải các anh nói đóng phí bảo kê rồi là các anh có thể bảo vệ tôi sao? anh xem bây giờ cần các anh ra tay rồi. lạc tú chỉ vào lục phong phú, lục phong phú cũng sướng sờ. đội trưởng an ninh cũng ngớ ra. bọn họ đã từng nói những lời này, nhưng hoàn toàn không phải là ý này mà đội trưởng an ninh mang vẻ mặt mờ mịt anh ta xác thực đã thu tiền nói cũng đã nói nhưng người lạc tú đánh là quản lý bộ phận nhân sự mà thằng nhóc khốn nạn hôm nay mày chết chắc rồi lục phong phú đứng dậy từ trên mặt đất hàm răng của anh ta đã bị cái tát này làm rớt mấy cái giờ phút này anh ta nhìn lạc tú với vẻ oán hận tôi nói các anh còn thất thần gì đấy lạc tú lại cười xấu xa đã nói là tôi nộp phí bảo kê thì sẽ bảo vệ tôi rồi mà bây giờ cần các anh ra tay rồi đó. Con người của tôi coi trọng nhất là danh dự, sắc mặt của Lạc Tú đột nhiên xa sầm Nếu các anh lấy tiền mà không làm gì, tôi đảm bảo rằng kết cục những người có mặt hôm nay sẽ rất thảm. Lạc Tú cười khẩy một tiếng, trong giọng nói có một tia tức giận. chương 159, đột ngột khoe ân ái, sao lại thế này? Hạ hân hân mang vẻ mặt tức giận. Cô ta chỉ sợ có người nhìn thấy Lạc Tú, nếu không hôm nay cô ta sẽ rất mất mặt. Giờ phút này nhìn thấy quản lý bộ phận nhân sự cũng ở đây thì cô ta lập tức có hơi lo lắng. Chủ tịch, tên khốn này đánh người trong công ty chúng ta. Đội trưởng an ninh dùng dùi cui chỉ vào lạc tú mà chửi rủa. Câm miệng, hạ hân hân mắng. Dù cô ta có muốn hay không, có thừa nhận hay không thì ban lãnh đạo công ty đều biết lạc tú là chồng chưa cưới của cô ta. Lúc này nhìn thấy một nhân viên bảo vệ có những lời lẽ không hay với lạc tú như vậy, cô ta tự nhiên muốn giúp lạc tú. Chuyện gì vậy? Hạ hân hân nhìn về phía Lạc Tú. Cô ta không ngờ rằng chỉ mới khoảng 10 phút mà Lạc Tú đã gặp chuyện ở đây rồi. Còn Lục Phong Phú thì nhìn Lạc Tú mà cười khẩy liên tục. Anh ta tin rằng với tính cách xếp tổng bá đạo của Hạ Hân Hân thì hôm nay Lạc Tú dây vào chuyện lớn rồi. Đội trưởng đội an ninh cũng nhìn Lạc Tú với vẻ chế nhạo. Bọn họ nói người mới tới phải thu phí bảo kê, tôi đã nộp, sau đó bọn họ thu tiền nhưng lại không làm việc cho tôi. Lạc Tú nhún vai. "Chủ tịch, nó nói bậy." "Chủ tịch, không thể nào. Sao bọn họ có thể thừa nhận loại chuyện này cho được?" Đúng lúc này, một chiếc Bentley lại tới, một ông lão bước xuống xe, ông lão này chính là quản gia nhà họ Hạ. "Cậu Lạc, ngày đầu tiên đi làm thế nào? Ông cụ phái tôi đến đưa điểm tâm cho cậu đây." Ông quản gia già xuống xe, xách theo một cái túi to hạ nguyên vũ sợ lạc tú sẽ bị con gái mình gây rắc rối trong ngày đầu tiên đi làm cho nên mới sai ông quản gia giả đến đây hạ hân hân cũng đen mặt ba cô ta đúng là thật nhẫn tâm vậy mà lại còn đưa điểm tâm cho lạc tú cô ta còn không có đãi ngộ này đâu đó bây giờ cô ta bắt đầu hoài nghi rốt cuộc ai mới là con của hạ nguyên vũ sao có cảm giác mình là con nhặt chứ cậu lạc lục phong phú và đội trưởng an ninh trong phút chốc sợ hết hồn Hạ Hân Hân thấy những người này thì biết không che giấu được nữa nên đen mặt nói: Anh ấy là chồng chưa cưới của tôi, cũng là trợ lý của tôi, anh Lạc. Những lời này vừa ra khỏi miệng, Lục Phong phú nhất thời ngã xuống đất, rồi Cui trên tay đội trưởng An Ninh cũng rơi xuống đất. Nếu Lạc Tú là người khác thì bọn họ còn có thể phủ nhận vấn đề này. Nhưng đó là chồng chưa cưới của chủ tịch, vậy làm sao có thể phủ nhận chuyện này nữa đây? Cho dù phủ nhận thì còn có tác dụng nữa à? lá gan của bọn họ quá lớn lớn đến mức giám thu phí bảo kê từ chồng chưa cưới của chủ tịch mấy người đột nhiên toát mồ hôi lạnh vẻ kiêu ngạo trước kia cũng không còn nữa tôi sẽ xem camera giám sát hạ hân hân làm việc cũng coi như là công bằng nhưng tất nhiên cô ta thực sự hy vọng rằng chuyện này là giả nếu vậy cô ta còn có thể đến gặp hạ nguyên vũ để tố cáo nhưng chẳng mấy chốc cô ta đã đen mặt đi ra rồi sự thật chứng minh lạc tú không nói dối dù thế nào đi nữa, trên danh nghĩa lạc tú là chồng chưa cưới của cô ta, vậy mà hiện tại lại bị mấy nhân viên bảo vệ thu phí bảo kê, mặt mũi này cô ta chẳng thể gìn giữ được nữa rồi. Quan trọng nhất là trong công ty lại xảy ra chuyện như thế này, ngay cả nhân viên bảo vệ và một quản lý nhân sự cũng táo bạo như vậy. Được, tốt lắm, các người làm tốt lắm, ngay cả một bảo vệ nho nhỏ mà cũng dám thu phí bảo kê. Lục phong phú, anh cũng rất tốt quản lý bộ phận nhân sự mà lại dám làm chuyện như vậy. Không phải, chủ tịch, cô nghe tôi giải thích, lục phong phú kích động, vẻ mặt lộ ra tia cầu xin. Và lại trong lòng anh ta đang hối hận đến cùng cực. Không có gì để giải thích hết, hạ hân hân đen mặt nói. Mấy người các người đi đến phòng tài vụ quyết toán đi. Ngoài ra, về chuyện các người thu phí bảo kê, công ty sẽ dựa theo các quy tắc và quy định để tiến hành khởi tố các người. Chờ thông báo của tòa án đi khuôn mặt Hạ Hân Hân đã rất khó coi. Chú Dương, hãy giúp tôi gọi điện thoại cho trưởng bộ phận nhân sự đợi tôi trong văn phòng. Hạ Hân Hân quyết định phải truy cứu trách nhiệm kỹ lưỡng. Đồng thời cũng muốn cho quản gia rời đi. Dù sao thì việc này không đơn giản chỉ là việc thu phí bảo kê của Lạc Tú. Đội trưởng an ninh run rẩy cả người đưa tiền cho Lạc Tú. Anh xem, có đôi khi phí bảo kê cũng không dễ thu đâu. Lạc Tú mỉm cười. Không phải các anh muốn đánh tôi sao? Có thể động thủ rồi, tôi tuyệt đối không chạy." Lạc Tú lại nở nụ cười giễu cợt nhìn nhóm người này. Đội trưởng an ninh không dám nói thêm lời nào, đừng thấy công ty này do nữ chủ tịch Hạ Hân Hân điều hành mà lầm, điều đó không có nghĩa là người ta không có quan hệ gì trong xã hội. Xét cho cùng, nhà họ Hạ trước kia cũng là nhà hào phú, ít nhiều gì cũng có chút bối cảnh không thể công khai ra ngoài. Bọn họ hoàn toàn không dám nói thêm điều gì cả còn lục phong phú cũng mặt xám như cho tàn. Đừng tưởng Hạ Hân Hân chỉ là một cô gái nhỏ, song thủ đoạn của cô ta lại khá tàn nhẫn. Nếu không cô ta cũng sẽ không thể tiếp quản toàn bộ công ty. Lần này chắc chắn không chỉ đơn giản là cách chức, nhất định sẽ bị truy tố và đưa ra tòa. Về phần đến phòng tài vụ quyết toán. Đừng nói đến tiền lương, bọn họ không bị trừ thêm tiền đã phải thắp hương cảm tạ thần Phật rồi. Hơn nữa sắp tới nếu khởi kiện ra tòa thì chắc chắn bọn họ phải bồi thường tiền bây giờ mấy người họ hối hận đến xanh ruột chờ sau khi mấy người đều rời đi hạ hân hân mới nghiêm mặt mở miệng nói đi thôi hạ hân hân quay người dự định rời đi nhưng sau khi đi được hai bước cô ta liền sững sờ bởi vì lạc tú không có đi theo đi nào đi đâu không phải cô nói để tôi làm bảo vệ sao lạc tú cười khẩy một tiếng anh đang uy hiếp tôi à họ lạc kia anh phải hiểu được đây là công ty của tôi đấy Hạ Hân Hân khịt mũi lạnh lùng. Lạc Tú phất lờ cô ta, xoay người bước vào phòng bảo vệ, sau đó cầm một bộ đồng phục bảo vệ đi ra. Anh ép tôi đúng không? Hạ Hân Hân thực ra rất nóng lòng, chờ một lát nữa đến giờ đi làm thì người đến càng nhiều, nếu Lạc Tú mặc đồng phục bảo vệ, không đến một tiếng đồng hồ nữa, chuyện này sẽ lan truyền rộng rãi, vậy thì mặt mũi của cô ta mất hết rồi. Dù sao thì mọi người ra vào trong công ty đều phải đi qua cửa lớn. Được, anh đừng hối hận hạ hân hân xoay người rời đi nhưng chưa đi được năm bước hạ hân hân cuối cùng vẫn nhục trí lạc tú rốt cuộc anh muốn như thế nào hạ hân hân quay lại nhìn lạc tú không muốn thế nào cả không phải cô muốn tôi làm nhân viên bảo vệ sao tôi rất thích lạc tú mở đồng phục bảo vệ ra dự định mặc vào người lạc đại gia anh là đại gia của tôi được chưa tôi van xin anh van xin anh đi theo tôi đi hạ hân hân hoàn toàn đầu hàng rồi một bởi vì từ phía xa xa đã có rất nhiều xe đang lái về phía này rồi cô ta không dám mạo hiểm trước đây là vì muốn chỉnh đốn lạc tú nên mới bảo lạc tú đi làm bảo vệ nhưng trong nháy mắt cô ta lại phải cầu xin người ta đừng làm nữa điều này khiến hạ hân hân mãi mà không nói nên lời nhưng mà hôm nay có người sắp xếp cho tôi làm nhân viên bảo vệ lạc tú không thuận theo không buông tha lạc đại gia tôi sai rồi được chưa tôi sai rồi van xin anh đừng đứng ở đây nữa, chúng ta đi lên trước đã được không? Hạ hân hân rốt cuộc cảm thấy hối hận. Sao đang yên đang lành mà mình lại cứ muốn gây sự với lạc tú làm gì chứ? Bây giờ thì hay rồi, leo lên lưng cọp muốn xuống cũng khó. Nhưng lạc tú không thèm để ý đến hạ hân hân. Cuối cùng, hạ hân hân cũng nghĩ ra cách. Cô ta đứng chung một chỗ với lạc tú, sau đó cùng lạc tú mặc đồng phục bảo vệ đứng đó. Như vậy thì những người khác sẽ không để ý đến việc Lạc Tú làm nhân viên bảo vệ ở đây nữa. Dù sao cô ta cũng đang ở đây. Nhưng điều này càng làm cho mọi người hiểu lầm nặng thêm. "Chủ tịch, cô đây là..." Các nhân viên đi vào đều giật nảy mình. "Ha ha, tôi cùng anh Lạc làm quen với các nhân viên một chút." Hạ Hân Hân nở nụ cười cứng ngắc. Ở phía xa xa, nhiều người đã biết Lạc Tú là chồng chưa cưới của Hạ Hân Hân, vì vậy rất nhiều người tiến đến chào hỏi chương 160, ra oai phủ đầu. Các lãnh đạo cấp cao của công ty lại chủ động chờ trong phòng họp, bầu không khí có vẻ nghiêm túc, không ai lên tiếng. Chờ Lạc Tú và Hạ Hân Hân bước vào, nhất thời vang lên một chàng vỗ tay như sấm. Anh Lạc mới tới, Lạc Tú, sau này sẽ là trợ lý của tôi. Mọi người đều biết cả rồi, tôi sẽ không giới thiệu thêm nữa. Hạ Hân Hân dùng một câu nói thông báo chuyện này, hoàn toàn không đề cập đến chuyện chồng chưa cưới tiếng vỗ tay như sấm lại vang lên. Ha ha, anh là quả nhiên tuấn tú lịch sự. Anh lạc diện mạo bất phàm nha. Một công ty lớn như vậy, luôn có những người su nịnh. Chỉ có trưởng bộ phận tiêu thụ đột nhiên đứng lên, nói bằng giọng điệu bất mãn lạnh lùng. Chủ tịch hạ, tôi nghe nói hợp đồng ngày hôm qua, cô đã để khách hàng ở đó đợi 3 tiếng đồng hồ. Trung Thánh Kiệt đột nhiên nghiêm mặt đứng lên nói. Hơn nữa tôi còn nghe nói cô chỉ là vì việc riêng là đi đón anh lạc của chúng ta hả? Trưởng bộ phận tiêu thụ là một người đàn ông chạc 30, ngoại hình khôi ngô tuấn tú, dáng vẻ đĩnh đạc, tên là Trung Thánh Kiệt. Nói đúng ra thì Trung Thánh Kiệt này có chút thân thích họ hàng với nhà họ Hạ. Tuy nhiên, Hạ Hân Hân cũng không thích Trung Thánh Kiệt này cho lắm, thậm chí có thể nói là rất ghét. Trung Thánh Kiệt không chỉ kiêu ngạo mà còn thường xuyên quấy rối các nữ nhân viên ở nhiều bộ phận khác nhau, còn có quan hệ với rất nhiều nữ nhân viên chưa lập gia đình và kể cả đã có gia đình. Một lần, một nữ nhân viên bụng to đến công ty gây rối khiến Hạ Hân Hân cũng đau đầu. Và lại anh ta còn thường xuyên lợi dụng chức quyền để dụ dỗ các nhân viên nữ. Có thể nói anh ta là một tay playboy từ đầu đến đuôi. Điều khiến Hạ Hân Hân không thích, hoặc có thể nói là chán ghét nhất, chính là Trung Thánh Kiệt này luôn mơ tưởng về cô ta, thường nhân cơ hội công việc để ám chỉ Hạ Hân Hân một cách cố ý hay vô ý. Vốn dĩ theo tính khí của Hạ Hân Hân, lẽ ra nên sớm đuổi anh ta đi từ lâu rồi, nhưng năng lực kinh doanh và khả năng làm việc của Trung Thánh Kiệt khá tốt, đi đến đâu cũng được hoan nghênh. Thậm chí ngay cả các mối quan hệ xã giao cũng không hề đơn giản, nếu tùy tiện sa thải Trung Thánh Kiệt e là sẽ mang lại tổn thất lớn cho toàn bộ công ty. Vì vậy, tên Trung Thánh Kiệt này vẫn ở lại công ty. Nhưng lời này vừa dứt, tất cả mọi người đều có thể nghe ra, đó không phải là nhằm vào Hạ Hân Hân, mà là nhằm vào Lạc Tú dù sao thì chuyện Trung Thánh Kiệt có ý với Hạ Hân Hân là chuyện mà mọi người trong công ty đều biết. Mà tất cả mọi người trong công ty đều bày ra vẻ mặt xem kịch nhìn Lạc Tú, chờ xem Lạc Tú sẽ giải quyết ra sao. Lạc Tú vừa đến là đối phương đã cho Lạc Tú một đòn phủ đầu. Nhưng Lạc Tú lại giả vờ như không nghe thấy những lời này, tìm một chiếc ghế dựa thoải mái để ngồi, sau đó bắt chéo chân, như thể không liên quan gì đến anh. Điều này khiến không ít người thầm nhíu mày, Xem ra chồng chưa cưới của chủ tịch không có năng lực gì. Việc này là lỗi của tôi, nhưng nguyên nhân là do anh lạc đến muộn. Tôi ở đây xin lỗi các nhân viên trong bộ phận tiêu thụ. Mọi người vất vả mới kéo được hợp đồng nhưng lại bị chúng tôi phá hư rồi. Đương nhiên, là đương sự, mời anh Lạc cũng cho bộ phận tiêu thụ một lời xin lỗi. Hạ Hân Hân trực tiếp đá quả bóng về phía Lạc Tú. Không phải anh không mở miệng sao? Tốt lắm, tôi xem xem hiện tại anh làm gì bây giờ và lại hạ hân hân cảm thấy rằng chuyện này vốn nên trách lạc tú lần này tất cả mọi người đều bày ra biểu cảm vui sướng khi người khác gặp họa mà nhìn lạc tú rõ ràng không chỉ bộ phận tiêu thụ ra oai phủ đầu với lạc tú mà ngay cả chủ tịch cũng ra oai phủ đầu với lạc tú còn trung thánh kiệt thì lại nhìn lạc tú một cách lạnh lùng trong mắt có một tia mỉa mai anh ta muốn bối cảnh có bối cảnh muốn nhân mạch có nhân mạch lại luôn làm việc cho cái công ty này đối với hạ hân hân cũng coi như không tệ theo kế hoạch của anh ta nếu cuối cùng thành công chiếm được hạ hân hân thì toàn bộ công ty hay nhà họ hạ đều có thể thuộc về anh ta loại xương hô phượng hoàng nam này anh ta chẳng những không bài xích mà còn rất thích nhưng không ngờ nửa đường lại nhảy ra một trình rảo kim lạc tú từ trên trời rơi xuống làm sao anh ta có thể chịu được điều này đó là lý do tại sao lạc tú vừa đến thì anh ta đã ra oai phủ đầu và đây sẽ chỉ là khởi đầu anh Lạc, anh nên xin lỗi rồi." Hạ Hân Hân lại nhắc nhở. "Xin lỗi? Xin lỗi cái gì?" Lạc Tú nhíu mày, có chút nghi hoặc nhìn Hạ Hân Hân. "Anh Lạc, ngày hôm qua tôi tới đón anh nên mới không đi đàm phán hợp đồng mà người của bộ phận tiêu thụ không dễ dàng gì mới kéo được, còn phải chịu tội với khách hàng, anh không nên nói lời xin lỗi với bộ phận tiêu thụ sao?" "Dù sao, thứ nhất là hợp đồng đó cực kỳ quan trọng đối với công ty chúng ta. Thứ hai, bộ phận tiêu thụ người ta ở bên ngoài kéo hợp đồng rất vất vả chúng ta như vậy căn bản là không tôn trọng thành quả lao động của họ giọng điệu này của hạ hân hân chẳng hề giống đang nói về bản thân mình mà ngược lại thoang thoảng mùi nghi vấn lạc tú không phải anh muốn trở thành trợ lý của tôi à vậy được để tôi xem anh rốt cuộc có thể ngồi vững chiếc ghế này không cô muốn tôi xin lỗi à lạc tú nhìn thoáng qua hạ hân hân sau đó lại nhìn thoáng qua trung thánh kiệt cả hai người không hẹn mà đồng loạt gật đầu ngay lập tức rất nhiều người xem đã hiểu ra e rằng chủ tịch không coi trọng lạc tú cho lắm nhỉ anh lạc tôi dẫn các anh em ở bên ngoài cầu xin khắp nơi phải xem sắc mặt người ta không dễ dàng gì mới hầu hạ đám người kia được thoải mái mà đồng ý đàm phán hợp đồng với chúng tôi chỉ vì anh đến muộn thôi mà vỡ lỡ hết anh nói lời xin lỗi với chúng tôi không quá đáng chứ trung thánh kiệt biểu hiện muốn khiến lạc tú đẹp mặt không quá đáng không quá đáng chút nào, lạc tú nhướng mày. vậy bây giờ anh xin lỗi bộ phận tiêu thụ của chúng tôi đi. trung thánh kiệt muốn khiến lạc tú bẽ mặt trước mặt toàn thể người trong công ty. tất cả mọi người đều chờ xem kịch hay. hạ hân hân cũng lộ ra thần sắc trào phúng. lúc này cô ta cũng muốn xem lạc tú làm trò hề. miễn là không phải theo cái cách như đi làm bảo vệ khiến cô ta phải xấu mặt theo thôi, bằng bất kỳ cách nào khác cũng được. hạ hân hân đều rất vui sướng. âm uhm. Lạc Tú đột nhiên vỗ bàn một cái. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 160.